Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 86. Đồ khốn kiếp. Một đám vốn đang mong ngóng Lâm Nhất chết đi để cướp đoạt Thiên Tinh Châu, giờ bị dọa tái mặt, vừa chửi vừa bỏ chạy thục mạng. Dầm. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, gần như là lập tức thoát đi, nhưng vẫn muộn. Thời điểm di hài của tinh quân rơi xuống đã tạo thành sóng xung kích mạnh mẽ, dù là người trốn xa nhất cũng bị chấn đến mức trọng thương. Kẻ suối quẩy thì chết ngay tại chỗ, không được toàn thây. Cục diện cực kỳ thê thảm. U. Dư âm cuộn trào, hóa thành cuồng phong quét ngang qua. Lâm Nhất đón gió vọt đến. Cuồng phong thổi bay mái tóc dài của hắn, phút chốc, hắn đã đi đến nơi di hài rơi xuống, ở đó giờ đã bị lún thành một cái hố sâu. Trong hố, xương của tinh quân đã bị nghiền thành tro, chỉ còn lại một viên Thiên Tinh Châu đang tỏa ra ô quang. Ẩn chứa lực lượng tinh nguyên kinh người. Vèo. Lâm Nhất vẫy tay một cái, hút lấy nó. Thiên Tinh Châu vừa vào tay, một luồng năng lượng cuồng bạo hệt như núi lửa phun trào tràn ra, chân nguyên trong cơ thể Lâm Nhất lập tức sôi trào, hệt như chim sẻ tung tăng. Nó đã quá đói khát rồi, nó đã bị chiến thể thương long đè ép đến mức nghẹt thở, cần phải thăng cấp. Thật mạnh. Lâm Nhất thầm khiếp sợ, tuy nhiên, hiện tại không phải thời cơ để luyện hóa, hắn muốn tích góp thiên tài địa bảo đủ nhiều, mục đích chỉ trong một lần trực tiếp thăng cấp lên cảnh giới âm dương. Lâm Nhất cẩn thận cất nó đi, rồi vẫy tay một cái, hút lấy mảnh vỡ của chuôi kiếm gãy kia. Mảnh vỡ đã bong lớp rỉ ra, để lộ sự sắc bén và bóng loá, phong cách cổ xưa bao trùm, kiếm ý cô đọng làm lòng người kinh hãi. Vẫn còn kiếm ý. Lâm Nhất thầm kinh hãi. Không ngờ trong mảnh vỡ của chuôi kiếm gãy này vẫn còn ẩn chứa kiếm ý. Tuy kiếm ý bên trong mảnh vỡ cực kỳ đáng sợ, nhưng giờ nó hệt như ngọn lửa trên đèn cầy, lung lay trực đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Trong lúc hắn đang dò xét mảnh vỡ, ở gần đó có rất nhiều bóng người vụt qua, vô số ánh mắt đều đang dõi theo hắn. Hiển nhiên, Thiên Tinh Châu có lực hấp dẫn cực kỳ lớn, khiến người ta muốn dừng nhưng không dừng được. Nhưng nhớ đến cảnh tượng Lâm Nhất ném di hài tinh quân đi, trong lòng đám người này đã đánh trống lui quân. Yêu nghiệt bực này đúng là đáng sợ, ngẫm lại thôi đã thấy rét run. Dù Thiên Tinh Châu có tốt thì mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn. Ngay khi mọi người có ý định lui ra, thì ở phương xa, có hơn 10 bóng người lao đến với tốc độ xé gió. Quanh thân bọn họ tản ra kiếm ý đáng sợ, bộc phát duệ khí kinh người. Phút chốc, đám người này đã xuất hiện trong tầm mắt Lâm Nhất, người cầm đầu trông có vẻ rất quen mắt. Chợt, sắc mặt hắn sầm xuống, ông lão kia chính là vị phó môn chủ còn lại của Thiết Huyết Kiếm Môn. Đám người này đúng là âm hồn bất tán mà, ồ. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác thường, hắn cảm thấy có hơi bất ngờ khi nhìn thấy ông lão kia. Mới nửa tháng trước, ông ta chỉ đạt đến cảnh giới âm dương đại thành. Nhưng giờ đã tràn đầy khí tức của cảnh giới âm dương viên mãn. Ông ta đột phát, hơn nữa thực lực còn đạt đến mức độ rất đáng sợ. Khó trách, người này lại dám đến gây rắc rối cho hắn. Lâm Nhất thầm cười lạnh. Nhóc con, đã lâu không gặp. Sắc mặt ông lão áo đen cực kỳ lạnh lùng, ông ta nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, nghiến răng nghiến lợi nói. Trước kia, tại núi Viêm Long, đối phương đã chém giết Đường Ưng ngay trước mặt mọi người. Rồi nhờ vào một món bí bảo mà khiến trưởng môn sư huynh chật vật không thôi. Trong lúc nhất thời, thể diện của Thiết Huyết Kiếm Môn đã mất sạch, không cách nào duy trì được uy nghiêm của một vị bá chủ tại núi Viêm Long như xưa nữa. Gan to đấy, ta không tìm đến các người thì thôi đi, các người lại chạy đến tìm ta. Sắc mặt Lâm Nhất cũng cực kỳ lạnh lẽo, lộ ra sát ý nồng đậm. Hắn và Thiết Huyết Kiếm Môn vốn là kẻ thù không chết không thôi. Bọn họ cũng đã lên tiếng, một ngày nào đó nhất định sẽ san bằng sơn môn của đối phương. Đã nói được thì nhất định làm được. Tên nhóc này, sắp chết đến nơi rồi còn không biết à. Ông lão áo đen cười lạnh, âm trầm nói, trước kia, tại Hoang Nguyên ở dãy núi Thiên Lăng, sau khi ngươi đi, Khuynh Nhược U liền xuất hiện. Sát ý của nàng ta khiến lão phu nhìn mà phát khiếp. Ngươi đoán xem, nếu ta lấy đầu ngươi dâng lên. Điện hạ Nhược U sẽ ban cho ta thứ gì? Những nhân tài kiệt xuất của các thế gia tại thành Thiên Lăng sẽ cho ta thứ gì?
Đúng là khiến người khác mong chờ mà. Nữ nhân kia đã xuất hiện. Lâm Nhất Thầm cảm thấy tức giận, Khuynh Nhược U này cứ đeo bám không thôi, hắn chưa từng thấy một nữ nhân nào không hiểu chuyện như vậy. Ngày đó, trong buổi đấu giá, hắn đã quang minh chính đại khiêu chiến, nhưng bị một câu không xứng của nàng ta đuổi đi, lại còn lên tiếng hiệu triệu nhân tài kiệt xuất thành thiên lăng để áp chế hắn. Sau khi hắn giành được thắng lợi, nàng ta vẫn không chịu buông tha, thật không ngờ, đến giờ vẫn vậy, lại một lần nữa kêu gọi nhân tài kiệt xuất thành thiên lăng gây áp lực cho hắn. Ông lão áo đen không quan tâm nhiều như vậy, vừa dứt lời, ông ta đã bước ra một bước, một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ tuôn ra. Lâm Nhất không kịp đề phòng nên đã bị ép lui vài bước. Rằng co đột ngột xảy ra khiến nhiều người chú ý, khi nhìn thấy ông lão áo đen kia, ngay lập tức có vô số tiếng kinh hô vang lên. Đó là phó môn chủ của Thiết Huyết Kiếm Môn, Lôi Nham. Cảnh giới âm dương viên mãn ư, khó trách dám lớn giọng như vậy, rõ ràng là Lôi Nham đã thăng cấp lên âm dương viên mãn và cố ý tìm đến Lâm Nhất. Có lẽ tên Lâm Nhất kia vốn không ngờ đến, muốn trách thì trách mình có quá nhiều kẻ thù, ngày đó giết chết phó môn chủ của người khác, bây giờ đương nhiên phải lãnh hậu quả. Tuy Lâm Nhất là yêu nghiệt, nhưng chung quy cũng chỉ là cảnh giới dương huyền, đối diện với Lôi Nham cảnh giới âm dương viên mãn e rằng ít nhiều lắm 10 chiêu là bại trận. Chưa chắc, ta thấy Lôi Nham vừa mới thăng lên cảnh giới âm dương viên mãn, còn lâu mới đến đỉnh phong. Có lẽ có thể đánh bại Lâm Nhất, nhưng muốn giết chết hắn thì suy nghĩ còn ngây thơ quá. Mọi người bàn luận sôi nổi, xì xào bàn tán, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua Lâm Nhất. Đều rất tò mò làm sao hắn hóa giải thế cục này. Trước kia, mặc dù hắn đánh nát di hài của tinh quân làm người khác kinh ngạc vô cùng, nhưng dù gì cũng là một vật chết, còn mượn ngoại lực. Bây giờ, cửa ải này không dễ gì qua được, Lôi Nham là đại cao thủ cảnh giới âm dương viên mãn, chỉ riêng uy áp tỏa ra cũng có thể ép hắn lùi lại mấy bước. Hắn thật sự có năng lực chiến đấu một trận sao? Nhiều người muốn tìm ra chút manh mối trên gương mặt Lâm Nhất. Kết quả đương nhiên là cực kỳ thất vọng, ngoại trừ sự sắc bén mãnh liệt ra, bọn họ không nhìn ra điều gì cả. Sự sống chết của ta không cần ông lo, ông quan tâm đến sự sống chết của mình đi. Không hề có dấu hiệu báo trước, chân Lâm Nhất dẫm mạnh xuống đất, ánh sáng vàng bùng lên, thân hình giống như kim ô lướt qua. Khoảnh khắc sử dụng thất huyền bộ, tiếng rồng gầm trong cơ thể Lâm Nhất vang vọng bốn phía, làn xương tím xung quanh lại lan ra. Đẹp như dáng mây lúc sáng sớm, tỏa ra thánh huy đáng kinh ngạc. Khoảnh khắc năm ngón tay hắn khép lại, để 11 đường long văn truyền vào, quyền mang lập tức tỏa sáng lấp lánh như kiếm quang, giống như nguồn sáng duy nhất của vùng đất này. Quyền mang nghiền ép tới chứa đầy sức mạnh dồi dào mạnh mẽ, đánh cho không khí không ngừng nổ vang, chấn áp về phía Lôi Nham. Tên nhóc này thật ngông cuồng, lại dám ra tay trước. Nói thế nào Lôi Nham cũng là cao thủ cảnh giới âm dương viên mãn, hắn lại chủ động ra tay, thật sự không sợ chết sao? Hừ, ngông cuồng như vậy, e rằng không đến 10 chiêu đã bại trận, đến lúc đó muốn chạy cũng chạy không thoát. Lâm Nhất nhảy vọt lên không trung, quyền mang như kiếm. Hình ảnh lấp lánh tỏa sáng cả bầu trời khiến mọi người chấn động không thôi, tiếng hô kinh ngạc liên tục vang lên. Nhiều võ giả thành thiên lăng không ưa Lâm Nhất vừa ra tay đã làm mọi người kinh ngạc như vậy, hung hăng nguyền rủa. Tên kiếm nô không biết điều, tưởng mình giết được mấy nhân tài hậu bối là muốn làm gì thì làm sao. Hôm nay ta nói cho ngươi biết, núi cao còn có núi cao hơn, đối với cao thủ vĩnh viễn đều phải kính trọng, không được ngang ngược. Đối diện với một quyền đáng kinh ngạc được đánh ra trước của Lâm Nhất, Lôi Nham hơi sững người, ngay sau đó lại cười lạnh lùng. Đây là tự tìm chết. Ông ta còn đang lo nếu tên này muốn chạy sẽ không bắt được kia chứ. Ông ta lập tức khép ngón tay làm kiếm, dùng chân nguyên màu máu dồi dào mãnh liệt ngưng tụ thành một đường kiếm mang hào hùng, đón lấy quyền mang chói mắt do 11 đường long văn ngưng tụ của Lâm Nhất. Hai bên đối chọi nhau, vang lên tiếng nổ ngút trời, hư không nổ tung, bùng lên dị tượng khiến người ta hoa mắt. Có tia chớp vỡ vụn và kiếm quang càn quét diễn hóa thành cơn bão đáng sợ, cuốn qua tám phương. Doạt! Nhưng ngoài dự liệu, kiếm mang tan vỡ trong nháy mắt, khóe miệng Lôi Nham tràn ra tia máu, lùi về sau liên tiếp.
Chuyện này, sao có thể? Lôi Nham kinh ngạc, không thể tin nổi. Kiếm mang của ông ta đã sử dụng 5 thành chân nguyên, nhưng lại bị một quyền của đối phương phá tan. Lâm Nhất một thân áo xanh giữa không trung, cưỡi trên gió bão, toàn thân bao phủ bởi xương tím, thánh huy lan tỏa. Hắn là một cây sen yêu lay động theo gió, tỏa ra tia sáng chiếu bốn phía. Cảnh giới âm dương viên mãn, hình như cũng chỉ đến thế. Từ sau khi Long Văn tăng lên 11 đường, Lâm Nhất vẫn chưa thật sự dùng hết sức. Bây giờ phó môn chủ của Thiết Huyết Kiếm môn chủ tìm đến cửa, có lý nào hắn lại không chiến đấu, huống hồ tu vi của hắn cũng đã nâng lên cảnh giới dương huyền đại viên mãn. Chạy trốn. Điều đó không tồn tại. Lôi Nham bị một đòn chấn lùi, sắc mặt vô cùng âm trầm, rõ ràng là không ngờ đến. Chỉ nửa tháng ngắn ngủi, thực lực của Lâm Nhất đã tăng lên trình độ khoa trương như vậy, ông ta thăng lên cảnh giới âm dương viên mãn cũng không thể dễ dàng trấn áp đối phương. Ông ta lập tức không còn tâm tư nương tay nữa, năm ngón tay xòe ra, chân nguyên dồi dào lập tức ngưng tụ thành 5 thanh kiếm khổng lồ màu máu ở trước mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ầm ầm. Khoảnh khắc 5 thanh kiếm khổng lồ màu máu ngưng kết thành hình, chúng lập tức điên cuồng giãn to ra, nháy mắt đã to đến 10 trượng. Kiếm phong sắc bén rít gào lao đi, 5 thanh kiếm khổng lồ màu máu giống như 5 ngọn núi với phong mang vô biên lượn lờ. Kiếm uy minh mông hội tụ thành xương máu dồi dào, mạnh mẽ áp tới. Thanh kiếm khổng lồ có uy lực lớn đến đáng sợ. Nhưng vào tay Lôi Nham điều khiển lại vô cùng nhẹ nhàng, bàn tay già nua của ông ta nắm lại, 5 thanh kiếm khổng lồ màu máu dài 10 trượng quét ra một đường kiếm khí chói mắt, đánh về phía Lâm Nhất. Giác! Thanh kiếm khổng lồ còn chưa đến nơi, chân nguyên hộ thể của Lâm Nhất đã xuất hiện vết nứt, bắt đầu giãn ra. Có chút lề lối. Đối diện với sự tấn công bá đạo đó, Lâm Nhất không đổi sắc mặt mà thúc đẩy Tử Diên kiếm quyết. Được kiếm kình màu bạc rót vào, 11 đường long văn lập tức tỏa ra ánh sáng bạc, dựng thẳng dậy, giống như 11 con du long bay lượn lên xuống, xoay vòng quanh người. Phật môn thất sát ấn. Sau khi sử dụng thủ đoạn này, Lâm Nhất vẫn cảm thấy không đủ. Hai tay hắn ngưng kết thành ấn, sát ý trên người dâng lên, nháy mắt tăng lên gấp 7, đạt đến trình độ khiến người nghe kinh hãi. Trong lúc đưa mắt nhìn xuống, sát ý dâng lên ngọn sóng ngút trời, cuồn cuộn không ngừng. Cuối cùng cũng nhẹ hơn một chút rồi. Ý chí chiến đấu lóe lên trong mắt Lâm Nhất, ưu thế cực lớn về tu vi của đối phương, uy áp sau khi ra tay hết sức diễn hóa thành gần như khiến hắn không thở nổi. Tử Diên kiếm quyết, thất sát ấn, thương long chiến thể các loại thủ đoạn cùng sử dụng mới nhẹ hơn một chút. Giết! Chống chọi kiếm uy cuồng bạo đó, Lâm Nhất chủ động nghênh đón 5 thanh kiếm khổng lồ ở giữa không trung, lại lần nữa giết tới. Hai quyền múa may, tia chớp lập lòe, giống như những đường kiếm quang sắc bén, đâm thủng hư không, tỏa ra tia chớp lấp lánh. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ vang vọng giữa không trung, vô số sóng chân nguyên điên cuồng lan rộng giống như những gợn sóng. Thanh kiếm khổng lồ màu máu dài 10 trượng vô cùng khoa trương, ngưng luyện mà dày nặng, vào tay Lôi Nham chỉ như đang điều khiển cánh tay. Đổi lại là nhân tài cảnh giới âm dương đại thành khác, e rằng đã bị xiết tan thành một làn xương máu ngay tại chỗ. Càng đừng nói tới võ giả cảnh giới dương huyền, e rằng vừa mới đến gần đã bị nghiền nát thành thịt vụn. Nhưng Lâm Nhất dựa vào thương long chiến thể khủng khiếp, 11 đường lôi văn gia cường, cùng với kiếm ý tiên thiên đỉnh phong viên mãn, chiến đấu ngang tài ngang sức với đối phương. Thấy Lâm Nhất khó giải quyết như vậy, mấy chục chiêu mà vẫn chưa rơi xuống thế yếu, trên mặt Lôi Nham lập tức hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Dưới sự quan sát của đám đông, đối phó với một nhân tài cảnh giới dương huyền viên mãn mà còn khó nhọc như vậy, truyền ra ngoài quả là không dễ nghe cho lắm. Đại Nhật Như Huyết. Ông ta sa sầm mặt quát lên, 5 thanh kiếm khổng lồ màu máu lập tức hợp lại một chỗ, hình thành một huyết cầu, bành trướng to như núi. Ngưng. Kiếm ý toàn thân tỏa ra, Lôi Nham một tay kết ấn đặt ở trước ngực, quát to một tiếng. Ầm. Huyết cầu to như núi lập tức tỏa ra trùng sáng màu máu, không ngừng ngưng luyện cô đặc. Huyết cầu lập tức tỏa sáng chói lóa giống như mặt trời, uy áp cuồn cuộn đè xuống. Đẩy Lâm Nhất lùi lại phía sau ngay giữa không trung.
Chạy được sao? Nổ! Trong mắt Lôi Nham lóe lên tia sáng, lập tức quát lên. Ầm! Huyết cầu cô đặc to bằng đầu người ầm ầm nổ tung, đất trời lập tức bị nhuộm đỏ, những nơi có thể nhìn thấy toàn là màu máu đỏ tươi. Ngay sau đó, vô số mảnh vỡ màu máu kéo tới, ùn ùn tấn công về phía Lâm Nhất. Dưới thế tấn công mãnh liệt như gió bão, vẻ mặt Lâm Nhất trở nên nghiêm trọng, sức mạnh thương long cổ xưa và tử diên kiếm kình dung hòa, ngay sau đó cuồn cuộn chuyển động. Thanh long phá thiên thủ. Lâm Nhất quát lên một tiếng, hai tay hắn lập tức mọc lên một lớp vảy do ánh sáng xanh diễn hóa thành, giống như vuốt rồng lóe lên ánh sáng màu xanh ngọc. Keng, keng, keng. Trong nháy mắt, hắn ra tay nhanh như chớp. Hai tay mọc vảy màu xanh ngăn chặn vô số mảnh vỡ huyết kiếm rơi xuống. Nhưng dù là vậy cũng chỉ bảo vệ được chỗ yếu hại, dưới thế tấn công điên cuồng này, trên người Lâm Nhất xuất hiện nhiều vết thương, máu chảy đầm đìa. Tên nhóc này. Lôi Nham nhíu mày, trong lòng bùng cháy lửa giận, sao tên nhóc này khó dây như vậy? Sóng âm của huyết cầu nổ tung không làm bị thương hắn đã đành, mưa máu đầy trời với thế tấn công mãnh liệt như vậy cũng không làm hắn bị thương đến chỗ yếu hại. Huyết kiếm lăng thiên. Ánh mắt ông ta trở nên lạnh lùng hơn, chân nguyên hùng hậu dâng tràn, ngưng kết thành 10 thanh kiếm khổng lồ màu máu ở sau lưng. Ông ta bước ra một bước, những thanh kiếm khổng lồ đan xen vào nhau giữa không trung, diễn hóa thành một con long mãng màu máu giận dữ thét gào. Hung uy của con long mãng đó lan ra, điên cuồng kiêu ngạo giống như ngự trị cửu thiên. Gào. Sắc mặt Lôi Nham u ám lạnh lẽo. Cơ thể như kiếm sắc bén của ông ta và long mãng trên trời cùng lao về phía trước, giết đến chỗ Lâm Nhất nhanh như tia chớp. Ầm. Đợi đến trước mặt Lâm Nhất, con long mãng ở trên trời nhập vào người Lôi Nham trong tiếng gào thét, khiến huyết quang trên người ông ta tăng vọt. Huyết quang rồi rào thúc đẩy uy áp ngút trời của ông ta, trong thời gian ngắn không phân biệt được là một thanh huyết kiếm hay là một con long mãng, hoặc hai bên đã dung hợp một cách hoàn hảo. Đối mặt với sát chiêu vô cùng đáng sợ ấy, lông tơ trên người Lâm Nhất dựng đứng cả lên, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy. Thương long chiến giáp. Tiếng rồng kêu vang lên, thương long ấn nơi lồng ngực Lâm Nhất bùng lên huyết quang, 11 đường long văn lượn lờ quanh người đều in vào cơ thể hắn, không ngừng chuyển động. Trong chớp mắt, một chiến giáp cổ xưa lấp lánh ánh sáng tím xuất hiện ở trên người hắn. Chiến giáp lóe lên ánh chớp lốp bốp, từ trên xuống dưới. Khắc nên đường nét vô cùng bá đạo của thương long thượng cổ. Trong ánh chớp chói mắt, làm Lâm Nhất thêm nổi bật giống như chiến thần thượng cổ, bá đạo vô cùng. Ầm. Lâm Nhất dùng chiến giáp thương long với 11 đường long văn ngưng tụ ngăn chặn đòn tấn công, có tiếng nặng nề vang lên. Phụt. Lâm Nhất phun ra ngụm máu tươi, đòn phản công của hắn cũng đã đến. Đại, phong, kình. Một chưởng đánh tới giống như khiến cả thế giới yên tĩnh lại, gió giữa đất trời ngưng tụ về đây, thế gian héo mòn, vắng vẻ thê lương, thế giới này đã không còn âm thanh. Nhiều người ngạc nhiên phát hiện mình không nói được thành tiếng, dường như ai cũng biến thành kẻ câm điếc. Nhưng dị tượng này chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Khi một chưởng đó rơi lên người Lôi Nham, cả thế giới đều chấn động, gió cuộn cửu thiên, mây tan tám hướng, lên thẳng mây xanh. Ầm, ầm, ầm. Trong tiếng nổ lớn, Lôi Nham phun ra máu, cả người bay ngược về sau, chật vật vô cùng. Mọi thứ nói ra thì dài dòng, nhưng thực tế chỉ là Lâm Nhất đỡ đòn tấn công của đối phương. Hắn đánh cho đối phương một chưởng, sau đó hai người đều lùi lại trong tiếng nổ ầm ầm và dị tượng đáng sợ. Chưa chết sao? Nhiều người vô cùng kinh ngạc, Lâm Nhất chống đỡ một chưởng đó không những không chết, mà còn làm Lôi Nham bị thương. Đó là cao thủ tiền bối cảnh giới âm dương viên mãn đấy. Một đòn đỉnh điểm của ông ta có thể khiến cao thủ cảnh giới âm dương đại thành đỉnh phong tan xương nát thịt, chết không chỗ chôn thân. Mặc dù Lâm Nhất đã bị thương, nhưng ý chí chiến đấu trên người hắn mãnh liệt như mặt trời, không hề thấy tổn hại gì. Tiểu súc sinh, người đang buộc ta phải rút kiếm. Ầm. Một tiếng động to rõ vang lên, tia sáng lạnh lẽo lóe lên, chiếu sáng bầu trời. Lôi Nham rút kiếm ra, khoảnh khắc năm ngón tay nắm lấy chuôi kiếm, kiếm uy trên người ầm ầm tăng vọt. Ông ta đã thật sự nổi giận, ông ta lại chỉ chiến đấu ngang sức với Lâm Nhất. Hơn nữa,
xác thịt ông ta còn không bằng Lâm Nhất. Lần đối chọi này trông có vẻ ngang tài ngang sức, nhưng thực tế ông ta chịu thua thiệt nhiều hơn. Nếu còn giữ mặt mũi không rút kiếm nữa, e rằng lát nữa sẽ càng khó coi thêm. Táng hoa của bản công tử còn chưa rời vỏ, lão quỷ nhà ông lấy đâu ra mặt mũi dám mạnh miệng trước mặt Lâm Mỗ như vậy. Lâm Nhất cười nhạt, vẫy tay, hộp đựng kiếm sau lưng có chim nhạn bay ra. Keng! Táng hoa rời vỏ, giống như dải ngân hà mênh mông, lướt qua trước mặt. Bầu trời được chiếu sáng dưới kiếm mang rực rỡ, đến mức khiến người hoa cả mắt. Rắc, rắc, rắc. Kiếm thế vừa tăng vọt của Lôi Nham lập tức xuất hiện vết nứt, lập tức rơi xuống thế yếu dưới kiếm uy của Táng hoa. Bá kiếm, kinh hồng phá nhật. Lâm Nhất ra tay nhanh như chớp, một kiếm vung ra, kiếm quang rồi rào lập tức tạo thành hai màn kiếm màu bạc quanh người hắn. Hai màn kiếm giống như đôi cánh của bầu trời giang rộng. Lâm Nhất cầm kiếm biến mất tại chỗ chẳng khác nào dịch chuyển tức thời. Đợi đến khi hắn xuất hiện lần nữa, hắn đã đến trước mặt Lôi Nham, bây giờ kiếm thế của ông ta đã xuất hiện vết nứt. Kiếm quang chém xuống, phá tan ánh sáng chiếu rọi từ mặt trời huy hoàng. Trời bỗng chốc tối lại. Phụt. Đợi đến khi mọi người khôi phục tầm nhìn, Lôi Nham đã bị một kiếm chém bay đi. Trên người có nhiều vết thương đầm đìa máu. Hoa mọc từ chốn nào? Không đợi đối phương phản ứng lại, trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng, một đóa tường vi nở rộ nơi mũi kiếm. Hắn cầm táng hoa trong tay lướt người tới trước, giết về phía ông ta. Ta đến từ nơi nào? Một kiếm chưa kết thúc, hoa còn chưa tan biến thì lại một kiếm nữa từ trên trời chém xuống. Núi rộng sông dài, lá xanh gió thổi. Hoa bay nhẹ như mộng, mưa rơi nhẹ như sầu. Gió thổi, nước chảy, hoa bay, mưa rơi, tựa mộng tựa sầu. Trong thoáng chốc, kiếm quang ngang dọc đất trời, Lâm Nhất sử dụng trần quang kiếm pháp diễn hóa kiếm ý của bản thân đến cực hạn, áp chế kiếm huy vô cùng cuồng bạo của Lôi Nham. Hắn siêu phàm thoát tục, thánh huy lượn lờ, mi mày có dấu ấn màu tím nổi bật, một ý niệm như tiên. Sau khi rút kiếm, khí chất hắn biến đổi. Chèn ép Lôi Nham không thể thở nổi. Chưa tới 10 chiêu, trên người ông ta toàn máu đầm đìa, kiếm huy tan rã, rơi xuống đáy cốc. Keng! Lôi Nham cố gắng chống đỡ, một kiếm của Lâm Nhất lại bùng lên tia sáng lạnh lẽo, gạt bay kiếm trong tay ông ta. Không! Lôi Nham hết sức hoảng hốt, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, điên cuồng lùi về sau. Ông chạy không thoát. Nhìn đối phương điên cuồng tháo chạy. Ánh mắt Lâm Nhất như tia chớp. Táng hoa trong tay hắn bùng lên ánh sáng vạn trượng, kiếm huy rực rỡ như mặt trời vô biên mọc lên giữa đất bằng. Trần tận quang sinh, chiếu phá sơn hà. Ánh sáng của táng hoa càng lúc càng rực rỡ, càng lúc càng sáng. Khi đạt đến cực hạn, nó giống như một vầng mặt trời rộng lớn dâng lên thật nhanh, lại giống như tuấn mã màu trắng lao vụt đi, nơi nó đi qua tỏa ánh sáng rực rỡ, cát bụi phát sáng lấp lánh. Lôi Nham cảnh giới âm dương viên mãn chạy trốn rất nhanh, nhưng vẫn bị đuổi kịp trong nháy mắt bởi kiếm chiêu mạnh nhất của Lâm Nhất. Kiếm quang rực rỡ như tiên hoa nở rộ, chiếu phá sơn hà. Rắc, rắc, rắc. Ở nghìn mét xa xôi, Lôi Nham bị kiếm quang đuổi kịp. Đầu tiên là kiếm huy màu máu trên người hoàn toàn tan vỡ, ngay sau đó chân khí hộ thể bị chém tan, máu văng tung tóe. Máu tươi rơi vãi giữa không trung dưới kiếm quang chiếu sáng giống như pháo hoa xinh đẹp thê lương, khiến người ta nhìn vào mà kinh hãi, pháo hoa hỗn loạn. Thân thể của ông ta gần như bị chém thành hai nửa, sau đó ông ta phun ra nhụm máu, cả người bay đi, đâm vào một gò núi thấp bé. Cực kỳ thê thảm, sống chết không rõ. Phó môn chủ, đệ tử của Thiết Huyết Kiếm Môn vô cùng kinh hãi, vẻ mặt hoảng hốt. Vội vàng đuổi theo qua đó. Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, chậm rãi đáp xuống đất, có cảm giác choáng váng ập đến, đầu đau muốn nứt ra. Cơn đau xương sườn trước ngực bị gãy, cùng với vết thương bị huyết quang chém rách trên cơ thể lúc trước cùng ập tới, cả người hiện rõ sự mệt mỏi, cực kỳ suy yếu. Nhưng ánh mắt hắn lại tỏa sáng lấp lánh, cảm giác hả hê, phấn chấn khó che đậy. Đó là một cao thủ cảnh giới âm dương viên mãn. Hắn mới ở cảnh giới dương huyền viên mãn, nhưng lại có thể đánh bại đối phương.
Trận chiến này mang lại lòng tin cực lớn cho hắn, để hắn ý thức được thực lực chân chính của mình rốt cuộc mạnh đến mức nào. Dù sao hắn vẫn còn thủ đoạn chưa sử dụng, còn lôi nham thì đã cùng đường. Trừ những kẻ gọi là yêu nghiệt, cảnh giới dương huyền viên mãn bình thường đối với ta mà nói đã không còn chút áp lực nào nữa. Mắt Lâm Nhất lóe sáng, trong lòng tràn đầy tự tin. Có lẽ lôi nham vẫn còn chút hơi thở chưa chết, nhưng cũng chẳng khác gì người chết, đã bị đánh tàn phế. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Nhất với vẻ cực kỳ kinh ngạc. Áo lam của thiếu niên nhuốm máu, nhưng trên mặt lại có sự sắc bén và hung tợn, hắn đã suýt chút nữa giết chết một lão bối cao thủ cảnh giới âm dương viên mãn. Rất nhiều người nghĩ tới từng cảnh tượng lúc trước mà thầm rùng mình, thiếu niên này quá ác độc. Khi rút kiếm, hắn đã dùng thân thể mình đỡ lấy đòn đỉnh phong của đối phương, khiến lôi nham bị thương nặng. Nếu không phải thế, sau khi hai bên rút kiếm, lôi nham đã không bị hạ gục nhanh như vậy. Quá ác! Hành động điên rồ này quả thực là cách chiến thắng hiếm có khi đối mặt với cảnh giới âm dương viên mãn, nếu không cơ hội chiến thắng là rất nhỏ. Chỉ có kiếm khách vừa nãy mới có sự gan dạ này, nếu là người thường, e rằng đã sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Vẻ mặt mọi người rất phức tạp, yêu nghiệt bậc này nếu là người tài của Thành Thiên Lăng bọn họ thì tốt quá, dưới hắn còn có một số người không bằng Thất Tú Thiên Lăng. So với Sở Mộ Viêm và Trần Tử Ngọc đều có chút khoảng cách, nhưng tiềm lực thể hiện ra lại khiến mọi người phải sửng sốt. Sự gan dạ và sắc bén này, cùng với thời gian, chắc chắn hắn sẽ làm chấn động Nam Vực. Vù! Lâm Nhất đáp xuống giữa không trung, thoát cái hắn đã rời khỏi nơi này. Đi rồi sao? Lập tức có người lặng lẽ đi theo, nhưng sau đó lại dừng, bởi vì thiếu niên đó quay đầu lại nhìn khiến cho bọn họ sợ hãi, dè chừng, đồng loạt lùi về phía sau. Ánh mắt mọi người lóe lên, đoán chừng chắc chắn thiếu niên này đã bị thương nặng, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không dám đánh cược. Lôi nham gần như bị giết chết, thực lực của bọn họ còn kém xa ông ta, thật sự không dám lấy mạng mình ra đặt cược. Một số người còn bị sự gan dạ của Lâm Nhất làm cho chấn động, từ bỏ ý định tranh Thiên Tinh Châu. Tìm một nơi để chữa trị vết thương đã. Sau khi chắc chắn rằng không có ai đi theo mình, Lâm Nhất thi triển thân pháp. Đáp xuống một ngọn núi sâu, che giấu hơi thở. Trận chiến vừa rồi khí huyết và chân nguyên của hắn hao tổn cực nhiều, nhưng không tổn thương điểm chí mạng, không bị trọng thương. Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể lại lần nữa dâng lên, làn da óng ánh như pha lê, lỗ chân lông mở ra, màn xương màu tím nhàn nhạt lại bao phủ lấy hắn một lần nữa. Dựa vào chiến thể thương long cường đại, cơ thể hắn có khả năng phục hồi đáng kinh ngạc. Một đêm trôi qua, thương thế của Lâm Nhất đã hoàn toàn bình phục, hắn giấu đi vẻ sắc bén trong mắt, thu hoạch từ trận chiến vừa rồi cũng không ít. Hắn đã xác định được toàn bộ thực lực của mình tương đương với cảnh giới âm dương viên mãn, lôi nham bất lợi vì mới vào cảnh giới âm dương viên mãn, còn Lâm Nhất lại bất lợi ở tu vi quá cao, cho dù là kiếm ý, kiếm quyết hay thân thể đều gần như có thể đánh bại đối phương, cũng mới miễn cưỡng ngang hàng với đối phương, giành được ưu thế. Đây là cuộc giao tranh giữa thuật và đạo, thuật là thủ đoạn, đạo là căn nguyên. Căn nguyên tu luyện của hắn không bằng đối phương, thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng không thể thực sự đè bẹp được đối thủ. Trừ khi hắn có thể nâng kiếm ý tiên thiên lên đến thông linh, hoặc thương long cửu biến đạt tới biến thứ tư, không thì tử diên kiếm quyết cũng phải thăng cấp lên tầng 11. Mình đã hao tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi. Không biết Thất Tú Thiên Lăng đã thu hoạch được những gì ở khu vực trung tâm nữa. Lâm Nhất thì thào tự nói, lợi ích thật sự của mật cảnh kiếm tông này đều nằm ở khu vực trung tâm. Đặc biệt là nơi sâu trong khu vực trung tâm, hắn cảm nhận được sự tồn tại đáng sợ ở đó, khiến cho kiếm ý của hắn phải run lên. Có sự tồn tại đáng sợ, đương nhiên cũng có nhiều cơ hội hơn. Nhưng ta có thứ này. Lâm Nhất lấy mảnh vỡ của đoạn kiếm ra. Cảm nhận được kiếm ý còn sót lại bên trong nó, ánh mắt hắn lóe lên. Mặc dù kiếm ý trong mảnh vỡ này dập dờn như ngọn nến, có thể dập tắt bất cứ lúc nào, nhưng dù sao kiếm ý cũng là thật. Một khi bước tới khu vực trung tâm, nếu gặp được cơ hội, kiếm ý trong này chắc chắn sẽ tự cảm ứng được. So với những người khác, trong vô hình chung hắn đã có lợi thế hơn. Đi!
Nghĩ đến đây, Lâm Nhất bay lên không trung, đi thẳng về khu vực trung tâm. Nhưng hắn không ngờ kiếm ý lại dập tắt, không tìm được gì, thực sự tổn thất quá lớn. Mật cảnh kiếm tông, khu vực trung tâm. Một khu vực hoang tàn đầy mùi hôi thối, bẩn thỉu, máu nhuộm đỏ mặt đất, thi thể ngổn ngang, không còn sự sống. Những thi thể này không có ngoại lệ, đều là những tán tu đại thành cảnh giới âm dương, tuổi đã khá lớn, đa phần đều đã què quặt, nằm rải rác khắp nơi, tướng chết vô cùng thê thảm. Trong không khí ngập tràn mùi máu tanh, còn có một số tà khí khó xua tan, cực kỳ khó chịu. Ở nơi hoang tàn này có một loại dị quả nở rộ, dị quả này rất kỳ lạ, xung quanh đều bị cho bụi bao phủ, lớp cho bụi rất mỏng, giống như con rắn độc dài mảnh, nhưng lại đầy linh tính. Quả xà long. Đây là quả xà long, là thiên tài địa bảo quý hiếm, không thể tìm thấy ở thế giới bên ngoài. Nhưng hiện tại, có một tán tu cảnh giới âm dương viên mãn lại đang nhìn quả xà long đó với vẻ mặt phức tạp, đắn đo. Chỉ vì bên cạnh quả xà long ấy còn có hai người trẻ tuổi bướng bỉnh nổi loạn đang đứng cạnh nhau, vẻ mặt hống hách, trên người toát ra uy áp kinh người, vô cùng đáng sợ. Hai người này chính là hai huynh đệ nhà họ Kim, Kim Triển và Kim Dực, hai người đều được xếp vào hàng thất thú thiên lăng, cũng được coi như độc nhất vô nhị trong các thế gia của thành. Bởi những thế gia khác đều chỉ có một người được xếp vào hàng thất thú thiên lăng. Thực lực của hai người rất mạnh, hơn nữa đa phần đều đồng thời xuất hiện, hai huynh đệ phối hợp ăn ý liên thủ lại với nhau là một chuyện vô cùng đáng sợ. Quả xà long này vốn do một nhóm tán tu phát hiện, sau đó bọn họ lập tức đánh nhau, tranh giành dữ dội. Nhưng hai người này vừa xuất hiện đã chẳng thèm phân biệt địch ta, đồng loạt ra tay, chẳng mấy chốc đã khiến máu chảy thành sông. Chỉ còn một tán tu âm dương cảnh viên mãn còn sống sót. Sau khi thấy hai huynh đệ này ra tay, người này gần như không còn hy vọng, chỉ một người trong đó đã có thể ngang sức ngang tài với ông ta, hai người liên thủ, ông ta gần như không có khả năng chiến thắng. Nhưng bảo ông ta từ bỏ quả xà long này, ông ta lại thấy không cam lòng. Thú vị thật, mạng sống đã sắp không giữ được rồi vẫn còn có ý đồ với quả xà long. Thanh niên tên Kim Triển lạnh lùng nhìn ông lão, nở nụ cười giễu cợt. Ngươi nói gì? Trong mắt tán tu áo đen lập tức lóe lên ánh sáng lạnh, tên này quá là khinh thường người khác, thất đại tân tú thì sao? Hai người liên thủ, ông ta biết bản thân không thể chống lại, nhưng vẫn có thể thoải mái rời đi. Ta nói ông không biết sống chết. Dứt lời, trong mắt Kim Triển lóe lên hàn mang, trên người có ngọn lửa bùng cháy. Nhanh chóng ngưng tụ thành một chiến giáp hỏa diễm vô cùng bá đạo. Chiến giáp cô đọng và dày dặn, lóe lên ánh sáng tựa như kim loại, chẳng khác nào một vật thực. Trước ngực của chiến giáp hỏa diễm kia có một ngọn lửa màu trắng, sáng chói tựa như ánh mặt trời. Giáp thiên viêm. Trong mắt ông lão áo đen lộ vẻ kiêng dè, sau khi xích diệu quyết của Kim gia tu luyện đến tầng 6 có thể ngưng tụ ra giáp thiên viêm, sẽ có một ngọn lửa giống như thiên viêm trên giáp. Cực kỳ đáng sợ. Chiến giáp trước mắt ngưng tụ rất chân thực, rõ ràng đã tu luyện xích diệu quyết đến mức độ rất cao siêu. Một khắc sau, quyền mang của Kim Triển lập tức lao xuống từ trên không trung, kéo ra một đường lửa thật dài, đánh tới với khí thế không thể chống lại. Ầm. Cú đấm đáng sợ khiến di tích đổ nát chấn động, ông lão áo đen hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng ra tay. Ầm. Quyền trưởng giao nhau. Ông ta rên lên một tiếng lùi lại mấy bước, ảnh hưởng khá nặng nề. Phụt! Nhưng ông ta vừa dừng lại, còn chưa đứng vững thì giáp thiên viêm mang theo khí thế cuồn cuộn đã tấn công tới. Ông lão áo đen phun ra một ngụm máu tươi, bị cú đấm này đánh bay ra ngoài, vô cùng chật vật. Người vừa ra tay là Kim Dực, khi nãy hắn ta còn đang đứng chắp tay, không biết đã lặng lẽ ra tay từ bao giờ, khiến cho ông lão áo đen trở tay không kịp. Chết tiệt! Ông ta thầm thấy giận dữ, hai huynh đệ này quá gian xảo, một người thu hút sự chú ý của ông ta, một người khác thì âm thầm ra tay. Ông ta không nghĩ nhiều nữa, vội vàng xoay người bỏ chạy. Một ông già mà cũng dám ngông cuồng ở đây. Kim Dực cười khẩy, hoàn toàn không cảm thấy ra tay như thế có gì không ổn. Kim Dực đột nhiên buông tay, lấy một tấm ngọc giản ra. Ngọc giản tản ra gợn sóng nhẹ nhẹ, hắn ta dán nó vào mi tâm, vô số tin tức lập tức xuất hiện.
Lúc buông ngọc giản xuống, hắn ta xa sầm mặt. Có chuyện gì vậy? Kim Triển đã lấy quả xà long đi tới cau mày hỏi. Kim Dực lạnh lùng nói, gia tộc gửi tin đến, kiếm nô kia đi vào rồi, chúng ta vừa đi hắn cũng xuất hiện, chẳng những thế, hắn còn dùng một kiếm giết chết lục thông của Tiêu Vân Tông, cực kỳ hống hách. Tự tìm đường chết. Kim Dực lập tức nổi giận, trầm ngâm nói, rõ ràng tên này là đang vả vào mặt chúng ta nói phải giết chết hắn, hắn bèn cho chúng ta một đòn phủ đầu. Trong mắt Kim Triển lóe lên sát khí, hắn ta lạnh lùng nói, tên khốn chết tiệt, đừng để ta gặp được ngươi. Cùng lúc đó, trong một cái hồ gần cạn nước có tiếng la thảm thiết vang lên, huyết quang dâng trào. Mấy chục tán tu liên tục kêu rên, khai triển thân pháp điên cuồng chạy trốn, không ngừng sử dụng lá bài tẩy của mình. Bình thường tán tu đều là những nhân vật khiến người khác rất đau đầu, con cháu tông môn gặp phải đều sẽ rất phiền phức. Nhưng hôm nay lại đảo ngược, một đám tán tu bị truy đuổi tán loạn, ai cũng đang liều mạng, chỉ muốn vội vàng rời đi. Biết rõ thất đại tân tú ta đều đã vào mật cảnh mà đám người các người còn dám đi vào thừa nước đục thả câu, đúng là to gan. Đã quá, Tần huynh, hai chúng ta thử so tài, xem ai giết được nhiều hơn đi. Phía sau đám người này là hai thanh niên cực kỳ kiêu ngạo, có ánh mắt sắc bén, bướng bỉnh khó thuần. Tản ra hơi thở vô cùng đáng sợ. Đó là Tần Húc và Cổ Dương trong thất đại tân tú. Tán tu âm dương đại thành hoàn toàn không thể chống lại hai người, dù là tán tu âm dương viên mãn gặp phải hai sát thần này cũng phải nhíu mày, không dám để lộ phong mang. Quá đáng sợ. Đây là thực lực của thất đại tân tú, tác chiến vượt cảnh giới với thực lực âm dương đại thành lại nhẹ nhàng tựa như uống nước. Bọn họ chính là tồn tại vô địch trong những người cùng cấp bậc, một bạt tai đã có thể đập chết một đám người. Một lúc sau, hai người đứng trong hồ máu chảy thành sông, sắc mặt cả hai đều u ám. Hai người cũng nhận được tin là Lâm Nhất đã tiến vào mật cảnh rồi. Trần Huynh nói đúng thật, quả nhiên tiểu tử này biết rõ chắc chắn sẽ chết mà vẫn dám tới. Cái gì, sư đệ lục thông của ta bị người khác giết chết bằng một kiếm rồi ư? Âu Dương Hạo của Tiêu Vân Tông giận dữ hét to, trên người có sát khí dâng trào, khiến đệ tử Tiêu Vân Tông ở gần đó đều khiếp sợ. Sau khi mấy thất tú thiên lăng biết được tin tức thì hắn ta cũng nhận được tin, nhưng tin tức của hắn ta là do các sư đệ trong tông môn truyền tới. Hắn ta tìm được một con đường bí mật ở trung tâm này, nơi này có sương mù bao phủ, trong sương mù tản ra kiếm ý dữ dội. Nhìn kỹ mới phát hiện những sương mù này đều được diễn hóa từ kiếm ý. Trông vô cùng thần bí. Nơi này cất giấu kỳ ngộ lớn, hắn ta không dám tùy tiện hành động. Nhận được phù truyền tin, đệ tử tinh nhuệ và trưởng lão trong tông môn đã được triệu tập đến đây, chuẩn bị hành động. Chỉ không ngờ rằng sau khi những tinh nhuệ này đến lại nói với hắn ta một tin tức xấu. Chắc chắn chỉ là một kiếm thôi ư. Sắc mặt Âu Dương Hạo vô cùng u ám, còn tỏ vẻ khó tin. Đúng là chỉ dùng một kiếm, chết rất thê thảm, lục thông sư huynh còn có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng còn chưa sử dụng đã bị một kiếm chém làm đôi rồi. Đệ tử của Tiêu Vân Tông nhớ lại tình cảnh lúc trước mà thấy kinh hãi không thôi, chiêu kiếm kia quá đáng sợ, hắn ta thật sự không dám nhớ lại. Còn nữa, Hướng Thiên Hà cũng đã chết, Trần Hùng bị tên này đạp cho tè ra quần, tàn phế, nhặt về được một mạng, nhưng còn thê thảm hơn là chết. Lại có người nhỏ giọng nói. Khóe miệng Âu Dương Hạo lập tức khẽ giật, kiếm nô này thật ác độc. Trần Hùng là đệ đệ của Trần Tử Ngọc, Lục Thông là sư đệ của Sở Mộ Viêm, khá thân thiết với nhau. Trong thất tú thiên lăng, Lâm Nhất đã đụng vào hai người không nên dính dáng đến nhất. Đúng là không sợ chết. Đều là thất tú thiên lăng, hắn ta biết sư huynh và Trần Tử Ngọc có thủ đoạn như thế nào. Thực lực của hai người đã có thể sánh bằng với 35 yêu nghiệt ở bảng trong bảng Long Vân từ lâu, mạnh hơn 5 người họ rất nhiều. U Nhược Điện Hạ cũng có mặt, nàng chứng kiến tất cả mọi chuyện, sau đó không nói một lời, rời đi với sắc mặt khó coi, lại có đệ tử của Tiêu Vân Tông nhỏ giọng nói. Nhưng sau khi nói ra lời này, gã ta lập tức thấy hối hận. Sắc mặt của Âu Dương Hạo hoàn toàn đen lại, cực kỳ khó coi. Trông giống như muốn ăn thịt người vậy. Đúng là mỉa mai. Một lúc lâu sau đó,
Âu Dương Hạo mới cười châm chọc nói, ta là người đầu tiên nói sẽ giết chết tên đó, kết quả tên đó lại dẫm đạp thiên tài thành thiên lăng ta trước mặt U Nhược Điện Hạ. Lời nói của hắn ta mang theo ý cười, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo như ở trong hầm băng, mỗi một chữ đều chứa đựng ý lạnh vô biên. Có cần thông báo cho Sở sư huynh không? Có đệ tử đề nghị. Không cần, Sở sư huynh đang tranh giành tài nguyên lớn nhất ở khu vực trung tâm này với Trần Tử Ngọc, đợi chúng ta giải quyết chuyện ở đây rồi cũng phải đi sang đó giúp huynh ấy. Âu Dương Hạo lạnh nhạt nói, Lục Thông này vừa xuất quan đã không biết trời cao đất rộng, ngay cả ta cũng không coi ra gì. Ta nể tình đồng môn nên lười dạy dỗ hắn, không ngờ hắn lại khiến Tiêu Vân Tông mất mặt như thế. Nhưng người của Tiêu Vân Tông tuyệt đối không thể tự nhiên bị giết chết như thế, đừng để ta bắt gặp tên kiếm nô này. Có thể nhìn ra hắn ta khá bất mãn với Lục Thông, đặc biệt là khi đối phương làm mất mặt của Tiêu Vân Tông trước Khuynh Nhược U. Như thế chẳng khác nào khiến hắn ta mất mặt, dù sao hắn ta cũng là một trong thất tú thiên lăng, người đầu tiên tuyên bố sẽ giết chết Lâm Nhất. Vù! Lại có tiếng xé gió vang lên. Là một vài trưởng lão của Tiêu Vân Tông đến, bọn họ rất kính trọng Âu Dương Hạo, gần như hoàn toàn làm theo lệnh hắn ta. Dù sao thực lực của Âu Dương Hạo đã không thua kém gì bọn họ nữa, địa vị trong tông môn đã cao hơn rất nhiều trưởng lão. Mọi người đều đã đến đông đủ rồi, chúng ta đi thôi. Âu Dương Hạo đảo mắt nhìn về phía ngọn núi cao có sương mù bao phủ trước mặt, trực giác cho hắn ta biết nơi này sẽ có một cơ duyên không tệ. Cùng lúc đó, Lâm Nhất vừa bước vào khu vực trung tâm mà không hề hay biết mấy người Âu Dương Hạo đang càng muốn giết mình hơn. Nhưng dù biết cũng không có vấn đề gì cả, hắn đã mất kiên nhẫn với mấy người này từ lâu, từ khi chém chết Hướng Thiên Hà, hắn đã sẵn sàng liều mạng rồi. Chỉ vì làm một con chó cho nữ nhân mà muốn giết mình, hắn chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như thế. Lại nói đến di tích tông môn trước mặt Lâm Nhất. Thật sự là khổng lồ đến mức khiến người ta rung động. Các kiến trúc hùng vĩ nối thành một đường, lan ra đến cuối tầm mắt, có lẽ năm đó nơi này đã rất huy hoàng, có điều bây giờ đã đổ nát hết rồi, chỉ còn lại di tích vô tận, là những kiến trúc sụp đổ. Lâm Nhất thầm thấy kinh ngạc, khí thế của kiếm tông này không thua kém gì những tông môn thượng cổ kia cả. Hắn từng đi đến không ít di tích của tông môn thượng cổ, có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi. Rất khó tưởng tượng nếu năm đó kiếm tông không bị tiêu diệt thì bây giờ nó sẽ là một tồn tại khổng lồ đến mức nào. Sau khi thời kỳ hoàng kim thượng cổ không còn mà vẫn có thể huy hoàng như thế, kiếm tông này đúng là không đơn giản. Mật cảnh này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, nhưng quy mô đã tương đương với một đế quốc tầm trung rồi. Rộng lớn quá. Lâm Nhất chợt thấy hơi mơ hồ, không biết nên thăm dò chỗ này từ đâu. Nơi đó, Lâm Nhất híp mắt lại, hắn cảm nhận được một nỗi sợ to lớn ở vùng đất trung tâm đó, kiếm ý tiên thiên khẽ rung, kiếm uy thương long cảnh giác, nơi đó có một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Không thể đi đến nơi đó. Lâm Nhất cầm một mảnh kiếm trong tay, hắn vẫn muốn tìm thấy một di tích hoàn chỉnh hơn. Dù không tìm thấy công pháp bá kiếm cũng phải tìm thấy một vài ngọc giản ghi lại cách tu luyện kiếm ý. Kiếm ý của hắn mãi không có tiến bộ, khiến hắn khá khó chịu. Kiếm tông dùng kiếm lập tông, chắc chắn có cách tu luyện kiếm ý. Mảnh kiếm này là kiếm ý chưa bị tiêu diệt còn sót lại của kiếm tông năm đó, ít nhiều sẽ có chút cảm ứng với di tích này. Lúc này, mảnh kiếm trong tay Lâm Nhất không ngừng di chuyển trong di tích. Hắn không có mục đích cụ thể, chỉ thi triển thân pháp đến mức cao nhất, sau đó dừng lại rồi nhắm mắt cảm nhận. Lặp đi lặp lại như thế, thậm chí rất nhiều lúc còn nhìn thấy không ít người đang tranh giành bảo vật, nhưng hắn cũng không tỏ vẻ hứng thú chút nào. Nhiều lần, thậm chí hắn còn nhìn thấy bóng dáng của thất tú thiên lăng. Thực lực của những người đó khiến hắn khá khiếp sợ, thật sự không dễ động vào. Sự bá đạo của những người này cũng được thể hiện rất rõ, không chỉ có tán tu mà những thiên tài ngoại địa như Lâm Nhất cũng là mục tiêu đuổi giết của bọn họ. Ngoài võ giả của thành Thiên Lăng, những người khác đều ở trong khu vực trung tâm này một cách khó khăn, trốn tới trốn lui, sợ bị người khác phát hiện. Hành động của bọn họ như đang xem mật cảnh kiếm tông này là của thiên tài thành Thiên Lăng. Đã quá đi thôi, có sự phối hợp của thất tú Thiên Lăng, chúng ta hoàn toàn có thể tung hoành trong khu vực trung tâm này.
Đúng thế, những tán tu kia chẳng khác nào lũ chuột qua đường, vừa thấy chúng ta đã trốn đi xa. Tiếc này tiểu tử Lâm Nhất này không xuất hiện, nghe nói huynh đệ Kim gia, Tần Húc và Cổ Dương đều đang tìm hắn. Hắn dám chắc, tiểu tử này chỉ vờ đi lại ở vùng ngoài của khu vực trung tâm thôi, chắc chắn không dám xuất hiện ở nơi này. Lâm Nhất giấu đi hơi thở, trong lúc di chuyển, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện. Vậy sao? Lâm Nhất sờ mũi, nhìn mấy thiên tài Thành Thiên Lăng đang tụm năm tụm ba, tỏ vẻ châm chọc. Hắn đã ở trong khu vực trung tâm này hơn nửa ngày rồi. Thất Tú Thiên Lăng đúng là khá khó giải quyết, ít nhất là mạnh hơn Lôi Nham kia rất nhiều. Nhưng thế thì sao chứ? Ngoài Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm có thể khiến hắn kiêng dè, những người khác chỉ khiến hắn áp lực một chút mà thôi. Vì nếu hắn muốn đi, bảy người này liên thủ cũng không thể ngăn cản được hắn. Ấy! Mảnh kiếm trong tay Lâm Nhất khẽ rung lên, trong mắt hắn xuất hiện ánh sáng kỳ lạ, cả nửa ngày trôi qua, cuối cùng cũng có chút động tĩnh rồi. Ở nơi đó sao? Đi! Lâm Nhất không còn che giấu hơi thở nữa, hắn thi triển thân pháp đến mức tối đa, giống như kim ô tung cánh, xuất hiện trước một ngọn núi hùng vĩ. Đỉnh núi cao chọc trời, có sương mù quẩn quanh, trông rất thần bí khó lường. Trên núi cao trong sương mù có rất nhiều kiến trúc đứng thẳng, đường nét khá hoàn chỉnh, rất khác tình cảnh đổ nát xung quanh. Không chỉ có Lâm Nhất phát hiện ra ngọn núi sương mù kỳ lạ này mà rất nhiều người đang đi vòng quanh nó, trong mắt đều chứa đựng ánh sáng. Nhưng không một ai dám đi vào, trước đó có người to gan đi vào, chẳng mấy chốc đã chết thê thảm trong sương mù. Sau đó mọi người mới sợ hãi phát hiện tất cả những sương mù kia đều diễn hóa từ kiếm ý. Trừ khi có bảo vật hoặc thân thể cứng rắn, hoặc là có cao thủ chân chính đi cùng, nếu không đi vào đó chỉ có một con đường chết. Kiếm vụ sắc bén, chỉ cần di chuyển sẽ bị trụi vào lỗ chân lông, thấm vào trong lục phủ ngũ tạng, khó lòng phòng bị. Người đến nhiều, người đi cũng không ít. Rất nhiều người lắc đầu, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Dù sao di tích này rộng lớn như thế, còn có rất nhiều nơi có thể thăm dò. Biết rõ nơi này là cấm địa còn đâm đầu vào chỗ chết thì ngu xuẩn lắm. Lâm Nhất đáp xuống đất, hắn vừa xuất hiện đã lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Hắn vốn cố ý giấu đi hơi thở, dùng kiếm ý chấn áp thương long yêu uy, trên người cũng có mấy làn sương mù màu tím quẩn quanh. Hắn không tiếp tục ẩn núp, sương mù kia lập tức sáng rực lên. Thánh Huy Tuyệt Trần quẩn quanh, thanh niên áo xanh trở nên vô cùng nổi bật. Trạng thái như thế, muốn người khác không chú ý cũng khó. Vụt! Không đợi mọi người kịp phản ứng, Lâm Nhất đã biến thành một tia sáng lao vào trong sương mù. Một lúc sau, mọi người mới như tỉnh dậy từ trong mơ. Ta không nhìn lầm chứ, là Lâm Nhất. Không ngờ tiểu tử này lại đến đây. Chết tiệt, sao tên này liều mạng thế? Trước đó mọi người còn nói là chắc chắn Lâm Nhất không dám xuất hiện ở khu vực trung tâm. Nhưng bây giờ hắn lại quang minh chính đại xuất hiện, chẳng khác nào vả vào mặt rất nhiều người. Sợ gì chứ, Âu Dương Hạo ở trong đó mà. Thật sao? Đột nhiên có người nói với vẻ hưng phấn và kích động, lập tức khiến rất nhiều người truy hỏi. Thật mà, lúc trước ta tận mắt nhìn thấy Âu Dương Hạo cùng với tất cả trưởng lão và đệ tử của Tiêu Vân Tông cùng nhau đi vào trong. Ha ha ha, lần này Lâm Nhất chết chắc rồi. Âu Dương Hạo là Thất Tú Thiên Lăng đầu tiên nói sẽ giết chết Lâm Nhất, lần này Lâm Nhất còn chủ động dâng đến tận miệng. Có khi nào hắn sẽ bị đánh đến mức tè ra quần không, Âu Dương Hạo nổi tiếng là người tàn nhẫn mà. Ta tin tưởng Âu Dương Hạo, ta sẽ đợi ở đây, xem Lâm Nhất quỷ bò ra ngoài như một con chó. Nếu không, ta sẽ trồng cây chuối rồi ăn phân. Mọi người nghe nói Âu Dương Hạo đã đi vào trong thì lập tức hưng phấn nói, đó là Âu Dương Hạo đấy. Suy cho cùng Lâm Nhất cũng sẽ gặp phải Thất Tú Thiên Lăng, hắn còn chủ động dâng lên trước mặt mấy người kia, chắc chắn sẽ có một vở kịch rất hay. Một người trong đó là một tên béo mặc áo vàng, hắn ta rất kích động, câu cuối cùng là do hắn ta nói ra, thu hút sự chú ý của người khác. Rất nhiều thiên tài và tán tu ngoại địa lặng lẽ tập trung, âm thầm quan sát. Bọn họ bị bắt nạt đến mức thê thảm trong mật cảnh kiếm tông, ai cũng rất nhếch nhác.
Thất Tú Thiên Lăng tựa như bảy ngọn núi cao đè cho người ta không thở nổi. Điều ghê tởm nhất là cả đám thiên tài thành Thiên Lăng lại dựa vào Thất Tú Thiên Lăng hoành hành ở khu vực trung tâm này. Hai thiên tài bảng ngoài bảng Long Vân coi như có quen biết với Lâm Nhất là Quách Húc và Dương Phàm cũng có mặt. Hai người cũng vô cùng thê thảm, gần như không dám lộ diện, đám thiên tài thành Thiên Lăng này chơi xấu quá. Dáng vẻ kiêu căng của bọn họ càng khiến người ta tức đến mức cắn răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể trốn đông trốn tây. Nghe nói Lâm Nhất xuất hiện, mọi người đều tò mò, muốn xem vở kịch hay. Thiên tài của thành Thiên Lăng quá kiêu ngạo, bọn họ không dám nói gì, nhưng sâu trong lòng vẫn ôm tâm lý may mắn, hy vọng Lâm Nhất có thể chút giận giúp bọn họ. Trong tiếng rêu rao rằng Lâm Nhất chắc chắn sẽ bị Âu Dương Hạo đánh bại, bỏ ra ngoài như một con chó, thanh niên áo xanh có thánh huy quấn quanh trên người đã lặng lẽ tiến vào trong kiếm vụ mờ mịt. Keng, keng, keng. Lâm Nhất vừa đáp xuống, trong sương mù đã có kiếm ý lạnh lẽo kéo đến, giống như có cả nghìn tia kiếm quang đồng thời bao phủ lấy hắn, triển khai tấn công. Kiếm quang sắc bén kia va chạm với sương mù màu tím quanh người hắn, lập tức tạo thành tia điện chớp lóe. Có vẻ vấn đề không nghiêm trọng lắm. Lâm Nhất cảm nhận một lát, phát hiện thân thể của mình có thể đỡ được sự tấn công của kiếm vụ, không cần sử dụng kiếm ý, cũng không cần lấy chân nguyên hộ thể, chỉ vậy đi về phía trước là được. Trên ngọn núi có sương mù dày đặc, Lâm Nhất đi bên trong nên tầm nhìn cũng bị quấy nhiễu khá nhiều, hắn chỉ có thể dựa vào mảnh kiếm trong tay để cảm nhận, thăm dò ngọn núi thần bí này trong sương mù. Khoảng nửa khắc sau, một động phủ xuất hiện trước mặt hắn. Trước động phủ có một cánh cửa đồng đóng kín, bên trên là linh văn cổ xưa, linh văn kia rất mạnh, cả Lâm Nhất cũng hơi không thể nhìn thấu. Đây ít nhất là linh văn lục phẩm trở lên, thậm chí còn cao hơn, năm tháng trôi qua, nó vẫn tràn đầy hơi thở đáng sợ. Từng có người đến đây. Trong mắt Lâm Nhất chợt lóe lên ánh sáng cảnh giác, hắn phát hiện trên cánh cửa có để lại trường ấn. Nhìn kỹ thậm chí còn có dấu vết của chân nguyên. Linh trận trên cửa đã bị người ta phá rồi. Đi vào trước đã. Có thể phá giải linh trận này, chứng tỏ người xông vào chắc chắn có thực lực, nhưng Lâm Nhất không quan tâm được nhiều điều như thế. Rất có thể hắn sẽ lấy được cổ tịch và ngọc giản kiếm tông để lại ở nơi này, những thứ này có ý nghĩa rất lớn với hắn. Cho dù nguy hiểm thế nào thì cũng phải liều mạng một lần. Lâm Nhất mở cửa, người lóe lên tiến vào trong. Hắn thi triển thất huyền bộ, đi nhanh như bay. Trong lúc bước nhanh về phía trước, hắn phát hiện con đường dưới chân thông xuống lòng đất, hắn đang đi tới một địa cung. Con đường này nhanh chóng xuất hiện vô số ngã ba, khiến người ta hoa cả mắt. Dấu chân. Trên mặt đất xuất hiện rất nhiều dấu chân, Lâm Nhất đăm chiêu, hắn lần theo dấu chân đi về phía trước. Bất chi bất giác, hắn đã đi vào sâu trong địa cung. Hắn ngẩng đầu nhìn không gian mở tối, vô cùng vắng vẻ này. Trên mặt đất yên tĩnh có một bức tượng đá đứng thẳng, trông rất sống động, thậm chí còn chứa đựng sát khí mạnh mẽ, ngoài ra còn có rất nhiều kiến trúc đổ nát và trụ đá mọc như rừng. Ong! Lâm Nhất híp mắt lại, hắn cảm nhận được trên mặt đất mênh mông này có thiết lập một kiếm trận rất lớn. Kiếm trận này khá bí mật, lúc ẩn lúc hiện, chứa đựng lực lượng đáng sợ. Lâm Nhất liếc mắt nhìn thấy mấy thi thể phía trước, vết máu trên người họ còn chưa khô. Là đệ tử của Tiêu Vân Tông. Quần áo của những thi thể kia khá nổi bật, Lâm Nhất vừa nhìn đã có thể nhận ra. Tông môn bản địa lớn nhất thành Thiên Lăng này rất thù hằn hắn. Càng chưa nói đến việc trước khi vào mật cảnh, hắn đã chém chết đệ tử nòng cốt cảnh giới âm dương đại thành của bọn họ. Không biết lần này sẽ gặp ai, Sở Mộ Viêm à. Nghe nói tên này là người dẫn đầu những thiên tài của thành Thiên Lăng, trước đây hắn từng gặp một lần từ xa đã có thể cảm nhận được tên này và Trần Tử Ngọc đều cực kỳ đáng sợ. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn lên kiếm trận dày đặc trước mặt, trong mắt hắn có ý chí chiến đấu dâng trào, hắn cũng không có ý định sẽ từ bỏ. Sở Mộ Viêm thôi mà, sớm muộn gì cũng phải chiến đấu một trận. Lâm Nhất di chuyển, đạp lên một điểm nút trong trận pháp, hắn tinh thông linh văn. Cảm ngộ kiếm đạo cũng hơn hẳn người thường. Kiếm trận hoàn toàn không nguy hiểm với hắn như trong tưởng tượng. Vụt! Mỗi lần bước đi,
trên mặt đất đều có quang văn nhàn nhạt lan rộng ra, bức tượng đá đang đặt tay trên chuôi kiếm cũng lặng lẽ buông tay. Vù, vù, vù. Dựa vào kiếm ý nhạy bén, Lâm Nhất cẩn thận bước đi không chạm vào bất kỳ cấm chế nào, nhưng tốc độ thoạt nhìn rất chậm, dẫm lên các điểm nút, không tiếp xúc với cấm chế, ngược lại thuận lợi hơn rất nhiều so với những người xông thẳng vào. Chỉ một lát sau, hắn đã đến khu vực trung tâm của kiếm trận này. Chính giữa khu trung tâm có một tế đàn cao vút, xung quanh tế đàn có 9 bức tượng đá. Mỗi bức tượng đứng ở các hướng khác nhau, tay phải đều cầm chuôi kiếm trông rất oai phong và trang nghiêm. Một luồng khí tiêu sát vô hình phán tán ra xung quanh, 9 bức tượng đá dường như đang bảo vệ gì đó. Trong đó có gì vậy? Chết tiệt, xa quá, ta không thấy rõ. Nhìn tế đàn thần bí khó lường nhưng lại không thể thấy rõ, Lâm Nhất nhất thời hơi nôn nóng. Ầm. Bỗng nhiên, đôi mắt của 9 bức tượng đá bắn ra tia sáng cực kỳ cô đọng, 18 tia sáng đáng sợ chiếu sáng cả không gian tăm tối. Trước tế đàn, đám người Tiêu Vân Tông đều hiện thân, người cầm đầu chính là Âu Dương Hạo. Là hắn ta. Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, người này rất kiêu ngạo và bá đạo, lúc trước hắn từng nghe loáng thoáng hắn ta là người đầu tiên trong Thất Tú Thiên Lăng tuyên bố sẽ giết hắn, giành lại thần thạch tử diệu cho Khuynh Nhược U. Nhưng ngay sau đó Lâm Nhất không thèm để ý tới hắn ta nữa, bởi vì hắn nhìn thấy trên tế đàn có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, một chiếc hộp đá cực lớn vô cùng nổi bật nằm bên trong ngọn lửa. Người của Tiêu Vân Tông có vẻ đang định xông thẳng tới, kết quả đã chạm vào cấm chế ở khu vực trung tâm kiếm trận, 9 bức tượng đá lập tức thức tỉnh. Giết, hộp đá trên tế đàn này nhất định đang đựng bảo vật của kiếm tông. Hai mắt Âu Dương Hạo sáng rực lên, vẻ mặt vô cùng tham lam, hắn ta ra tay đầu tiên, dẫn các trưởng lão và đệ tử Tiêu Vân Tông xông lên. Ầm. Ở khu vực trung tâm của kiếm trận, đám người Tiêu Vân Tông bắt đầu giao chiến với 9 bức tượng đá màu tím. Tuy 9 bức tượng đá này là vật chết, nhưng khi họ di chuyển, kiếm khí hợp thành một thể, kiếm quang tung hoành, biến ảo đa dạng. Hiển nhiên 9 bức tượng đá màu tím này cũng kết hợp thành một kiếm trận nhỏ hơn. Tiêu Vân Tông người đông thế mạnh, còn có rất nhiều trưởng lão tông môn trấn thủ nên chiến trận khá lớn, để vượt qua được cũng không phải chuyện dễ dàng. Lâm Nhất vừa định lợi dụng lúc hỗn loạn để đi vào, nào ngờ dị biến xảy ra, quang văn dưới chân hắn đột nhiên nổ tung. Mấy bức tượng đá lập tức mở mắt, rút kiếm khỏi vỏ, sát ý bén nhọn bắn về phía Lâm Nhất, nhưng khu vực trung tâm biến động khiến xung quanh kiếm trận cũng biến ảo, một kết giới vô hình ngăn cách khu vực trung tâm của kiếm trận. Lâm Nhất khẽ biến sắc mặt, không kịp suy nghĩ, ngay tức khắc lùi về phía sau. Răng rắc. Hắn vừa đáp xuống đất, quang văn ở những điểm nút rõ ràng còn an toàn trước đó lập tức vỡ vụn. Cả kiếm trận hoàn toàn thay đổi, nó bắt đầu xoay tròn, muốn dẫm chính xác lên điểm nút hầu như không có chút khả năng nào. Không lâu sau đã có mấy chục bức tượng đá mở mắt, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Nhất. Mặc dù những bức tượng đá này không hung hãn như những bức tượng đá màu tím kia, nhưng số lượng rất nhiều, đối phó khá phiền phức, hơn nữa hắn đang ở trong kiếm trận. Nếu không cẩn thận sẽ bị nhốt lại, hậu quả khó lường trước được. Không xong. Lâm Nhất trở nên nghiêm túc, hắn vốn định đợi sau khi phá giải cấm chế của tế đàn sẽ làm ngư ông đắc lợi, nhân cơ hội cướp đi cơ duyên trong đó. Nhưng hắn không ngờ lại có dị biến, ngược lại còn làm mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. May mà ở khu vực tế đàn, đám người kia còn chưa lo xong thân mình, trong tình huống hỗn loạn cũng không phát hiện Lâm Nhất đã đến. Rắc, rắc, rắc. Quang văn dưới chân liên tục vỡ vụn, trong kiếm ý cuộn trào mãnh liệt, từng bức tượng đá lần lượt bị đánh thức. Lâm Nhất suy nghĩ nhanh như chớp, nếu đi ngay bây giờ thì còn có thể lành lặn ra ngoài, nhưng nếu ở lại lâu hơn thì lát nữa muốn đi sẽ cần phải tốn rất nhiều công sức. Vị tiền bối này thật vô dụng, dẫn mình tới đây mà không có cách nào sao? Lâm Nhất nhìn chằm chằm mảnh kiếm gãy trong lòng bàn tay, nói thầm. Hắn đến được đây là nhờ vào phúc của mảnh kiếm gãy này. Không có gì để nghi ngờ, vào thời điểm mạnh mẽ đó, chủ nhân của mảnh kiếm gãy này chỉ cần một mảnh vỡ cũng có thể giết được cao thủ tinh quân. Lúc còn sống, người nọ chắc chắn có địa vị khá cao trong nội bộ kiếm tông, trong mảnh vỡ này phải ẩn chứa một phần ý chí của người nọ mới đúng. Tiểu tử nhà ngươi ăn nói kiểu gì vậy?
vừa rồi khi bị tên tinh quân kia sỉ nhục, chính lão phu đã giúp ngươi vượt qua tử kiếp đấy. Nhưng vào lúc này, trong đầu Lâm Nhất đột nhiên vang lên một giọng nói rất nhỏ, giọng nói đó ẩn chứa sự tức giận khiến hắn giật nảy mình. Hô! Một lát sau, kiếm quang của mấy bức tượng đá bắn tới, Lâm Nhất biến sắc, nhanh chóng di chuyển, tránh được rất nhiều nguy hiểm. Nhưng một tia kiếm quang xẹt qua trán chém đứt vài sợi tóc khiến hắn sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lũ khốn kia, thật hỗn láo. Trong lúc nghi hoặc, mảnh kiếm gãy lại phát ra giọng nói rất nhỏ, giúp Lâm Nhất xác định âm thanh vừa rồi hắn nghe thấy không phải ảo giác. Tiền bối, vãn bối đã biết lỗi rồi. Lâm Nhất toát mồ hôi, nhanh chóng nhận lỗi. Không phải ta không giúp ngươi, lúc còn sống ta đã đặt ra quy định ở đây, đó là dù tới trước hay sau, chỉ cần thông qua khảo hạch đều có thể nhận được truyền thừa của ta. Có điều nếu đám người này đã không tuân theo quy định. Giọng nói nhỏ kia lại vang lên khiến Lâm Nhất ngẩn ra, có hy vọng. Hắn chợt nghĩ ra, 9 bức tượng màu tím xung quanh tế đàn có thể là khảo hạch, Âu Dương Hạo cần phải thông qua một mình mới được. Không biết nguyên nhân gì, có thể là do hắn ta cảm thấy rắc rối, hoặc có thể là cảm thấy cơ hội không lớn. Vì vậy hắn ta ỷ vào người đông thế mạnh, bất chấp lao tới. Tuy rằng quá trình này lắt léo, tốn khá nhiều công sức, nhưng chung quy vẫn xông qua được nên đã coi thường kiếm trận ở đây. Đám tiểu tử này, nếu không phải vì cố ý để lại truyền thừa cho thế hệ sau thì chúng thậm chí còn không mở nổi cánh cửa đồng kia, thật sự cho rằng bất chấp lao tới là có thể qua được ư. Vừa nghe khảo hạch thất bại sẽ chết thì lập tức đổi ý, đúng là một đám tiểu tử ngây thơ. Trong lời nói của chủ nhân mảnh kiếm gãy có vẻ khá bất mãn với đám người Âu Dương Hạo. Lâm Nhất không dám lên tiếng, sợ sẽ bất cần đắc tội vị tiền bối này. Ta có thể giúp ngươi, nhưng quy định vẫn như cũ, khảo hạch thất bại sẽ chết, ngươi tự chọn đi. Con đường kiếm đạo của ta luôn thẳng tiến không lùi, không sợ sinh tử. Ta đến đây với quyết tâm sẽ chết, tiền bối nghĩ ta sẽ chọn thế nào? Lâm Nhất đắc tội Khuynh Nhược U, trước khi đến đã biết các nhân tài thế gia thành Thiên Lăng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, vậy nên đã quyết thẳng tiến không lùi, gặp nguy hiểm cũng không từ bỏ. Bây giờ kỳ ngộ đang ở trước mắt, tất nhiên hắn càng sẽ không lùi bước. Quả nhiên là kiếm khách tu luyện bá kiếm, khí phách lắm. Ta sẽ tạm thời tha thứ cho sự bất kính của ngươi trước đó, đi theo ta. Giọng nói trong mảnh kiếm gãy có vẻ như không hề bất ngờ trước sự lựa chọn của Lâm Nhất, hơn nữa đã sớm biết hắn tu luyện bá kiếm. Phịch! Một khí tức yếu ớt phát tán ra từ trong mảnh vỡ, mấy chục bức tượng đá đuổi giết Lâm Nhất lập tức biến sắc, đồng loạt cầm kiếm quỳ rạp xuống đất. Đi đâu ạ? Lâm Nhất chưa kịp phản ứng. Quang văn dưới chân hắn đã vặn vẹo thành một cái lỗ đen hút hắn vào trong. Cùng lúc đó, ở khu vực trung tâm của kiếm trận, ngọn lửa trên tế đàn cháy rực lên, Âu Dương Hạo đang trong cuộc chiến nhìn thấy tình huống khác thường này thì lập tức tỏ ra phấn khích. Có động tĩnh, cố gắng thêm chút nữa, nhanh chóng phá giải cấm chế ở đây. Trong trời đất quay cuồng, Lâm Nhất cảm thấy mình đang không ngừng rơi xuống. Đến khi tầm nhìn được khôi phục, Lâm Nhất phát hiện mình đang đứng trên đạo đài cao chót vót, bên cạnh đạo đài có một bức tượng đá. Bức tượng đá cầm kiếm, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh băng, dù là vật chết thì ánh mắt ấy vẫn khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn nhìn ra xa, trong hư không ở phía trước có tổng cộng 9 đạo đài. Đạo đài thứ nhất có một bức tượng đá, đạo đài thứ hai có 2 bức tượng, cho đến cuối cùng có tổng cộng 9 bức tượng đá oai phong lẫm liệt. Kiếm ý tung hoành. Đây là đâu? Lâm Nhất thắc mắc hỏi. Đây là khảo hạch của ngươi, tổng cộng gồm 9 cửa ải, mỗi lần vượt ải đều nhận được phần thưởng tương ứng. Tu vi của bức tượng đá luôn cao hơn ngươi một cảnh giới, khi nào qua được cả 9 ải thì ngươi mới có thể rời đi, thời gian chỉ có một buổi. Qua một buổi, ngươi chắc chắn sẽ chết. Giọng nói nhỏ trong mảnh kiếm gãy vang lên khiến người ta không rét mà run. Lâm Nhất quan sát bức tượng đá trước mặt, nó chỉ mới tu vi cảnh giới âm dương, có vẻ không khó lắm. Răng rắc. Khi Lâm Nhất đang suy nghĩ, bức tượng đá trước mặt đột nhiên thức tỉnh, mắt nó bắn ra tia sáng lạnh lẽo sắc bén, vô cùng đáng sợ. Khi sát ý phun trào,
bức tượng đá rút kiếm khỏi vỏ, khắp nơi vang lên tiếng sấm đinh tai nhức óc. Đó là tiếng sấm thuần túy được cô đọng từ kiếm ý, đại thế mênh mông ngút trời bao trùm cả khu vực khiến đất trời chấn động. Bôn Lôi Trảm Điện. Lâm Nhất vô cùng kinh ngạc, vẻ nghi hoặc thoáng qua trong mắt. Rắc, rắc, rắc. Bức tượng đá kia không quan tâm đến sự kinh ngạc của Lâm Nhất, khi khí thế lôi đình đạt tới đỉnh điểm, nó đột nhiên xoay cổ tay, 18 tia sét kinh khủng lập tức bắn ra, chúng đan xen nhau lao về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất lập tức biến sắc mặt, nhanh quá. Choang, choang. Hắn giơ tay ra muốn triệu hồi táng hoa, nhưng dù thanh kiếm trong hộp lắc lư thế nào cũng không thể ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Lâm Nhất kinh hãi, cảm thấy sởn tóc gáy. Ta quên nói, nơi này không thể rút kiếm, ít nhất đối với ngươi là không thể rút kiếm. Dù sao bản thân ngươi cũng đang tu luyện bá kiếm, nếu để ngươi rút kiếm thì quá dễ dàng. Một giọng nói già nua vang lên, Lâm Nhất không nhịn được mắng thầm, chơi kiểu gì thế? Trong thời khắc sinh tử, 11 đường long văn trên người Lâm Nhất bắt đầu khởi động, tiếng rồng ngâm vang lên, sương mù tím trên người dày đặc như sông, ánh hào quang quanh quẩn. Khi long văn dao động như có những con long mãng ngưng tụ từ những tia sét, liều mạng ngọ nguậy trên người hắn. Hắn nhanh chóng di chuyển, tránh được vài tia kiếm quang, sau đó lại tung một quyền đánh tan 3 tia sét. Bùm! Nhưng 8 tia kiếm quang còn lại vẫn lạnh lùng vô tình bắn vào người hắn, khiến hắn hộc ra một búng máu, văng tới rìa đạo đài. Kiếm phong cuồng bạo thổi tới, người hắn lảo đảo như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Chết tiệt! Lâm Nhất thầm hoảng sợ, đây là cảm giác của người khác khi đối mặt với Bôn Lôi Trảm Điện ư. Hắn biết chiêu kiếm này đáng sợ đến mức nào, chỉ là chưa bao giờ ngờ tới có một ngày nó sẽ đánh trúng mình. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ, bức tượng đá kia đã cầm kiếm bay lên không trung, sau đó bổ xuống một nhát. Mũi chân Lâm Nhất nhẹ nhàng dẫm xuống đất, người xoay 3 vòng như lá rụng, khó khăn tránh được nhát kiếm này. Soạt! Nhưng hắn vừa đứng vững, thanh kiếm trong tay bức tượng đá lại chém ngang qua, cuốn theo kiếm phong vô biên, mạnh mẽ kéo hắn trở lại. Vù, vù, vù! Kiếm quang đâm tới nhanh như chớp. Kiếm ảnh dày đặc làm Lâm Nhất hoa mắt, rơi vào thế nghìn cân treo sợi tóc, người bị cứa chảy rất nhiều máu. Vẫn chưa chịu dừng, tưởng ta dễ bắt nạt thật à. Lâm Nhất nổi giận, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ thật sự bị đối phương đánh rơi xuống lôi đài. Thanh Long Phá Thiên Thủ. Đôi tay trắng nõn như ngọc lập tức lập lòe ánh sáng xanh, trong nháy mắt xuất hiện vô số vảy rồng tựa như hai chiếc vuốt rồng. Grrr. Thương long trong cơ thể giống lên, lực lượng thương long cổ xưa chảy vào trong hai chiếc vuốt. Lâm Nhất nghiêng người xông lên, hai chiếc vuốt cào rách màn kiếm dày đặc, sau đó cào một phát vào bức tượng đá. Hô! Bức tượng đá nhanh chóng lùi lại, trên người lập tức xuất hiện 10 vết cào dữ tợn, chúng đan chéo trên ngực, kéo dài ra xung quanh. Nếu đây là võ giả cảnh giới âm dương đại thành thì đã chết từ lâu, người nọ sẽ bị Lâm Nhất xé thành hai nửa, không còn hài cốt. Tới tới lui lui chỉ biết một chiêu thôi ư, vậy ngươi có thể đi chết được rồi. Sau một lúc giao chiến, Lâm Nhất phát hiện bức tượng đá này chỉ biết thức thứ nhất của bá kiếm nên cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Khi thấy những vết cào trên ngực đối phương đang dần khép lại, Lâm Nhất giang hai tay ra, biến thành một luồng kim quang bay lên như kim ô. Thương long cửu biến, phong lôi tịnh khởi. Trong nháy mắt. Lôi kình ẩn chứa trong lực lượng thương long của Lâm Nhất nổ tung, sức mạnh bách đỉnh cũng chính là 100 tia sét đồng thời chồng lên nhau. Hơn 100 tia sét kia đồng loạt nổ tung, tạo thành 100.000 lỗ thủng trên người bức tượng đá. Khi 11 đường long văn này đồng loạt đổ vào trong quyền mang thì tỏa ra ánh chớp chói mắt đến mức như là nguồn sáng duy nhất của không gian này. Khi quyền mang rót vào, những lỗ thủng trên người bức tượng đá lan rộng ra toàn thân cho đến khi hoàn toàn nổ tung. Rắc, rắc, rắc. Bức tượng đá lập tức vỡ tan tành thành vô số điểm sáng mơ hồ. Ngay sau đó, những điểm sáng này chui vào trong cơ thể Lâm Nhất như thiêu thân lao đầu vào lửa, hóa thành chân nguyên bản mệnh nồng đậm và cô đọng chảy vào vùng tử phủ. Trong tích tắc, tu vi của hắn tăng vọt, lỗ chân lông toàn thân giãn nở, vô cùng sảng khoái. Đây là phần thưởng ư.
vậy thì đúng là càng nhiều càng tốt. Lâm Nhất không khỏi mừng rỡ, chỉ trong phút chốc này, hắn cảm nhận được tu vi của mình đã tiến bộ hơn rất nhiều, đủ để bù đắp nửa tháng tu luyện chăm chỉ. Liều thôi. Hắn nhìn về bức tượng đá trên đạo đài ở phía trước, hai mắt tỏa sáng, đây chính là thuốc bổ hình người. Bàn chân giẫm mạnh trên mặt đất, Lâm Nhất nhảy lên đạo đài thứ hai như một con thú dữ, xoa tay hầm hè hoàn toàn không giống như đang khảo hạch, mà là đang tiến hành cuộc đi săn nào đó. Sao tiểu tử này lại trông như một con thú dữ vậy nhỉ, vừa rồi còn chết lên chết xuống cơ mà. Nhìn thấy dáng vẻ hăng hái của Lâm Nhất, ý thức yếu ớt của mảnh vỡ tỏ ra kinh ngạc, ông ta không biết Lâm Nhất khát khao tu vi thăng cấp đến mức nào. Bá kiếm, kinh hồng phá nhật. Lâm Nhất vừa đáp xuống, hai bức tượng đá kia lập tức thức tỉnh, kiếm ý rồi rào quanh người chúng biến thành hai bức màn kiếm như đôi cánh của bầu trời. Đôi cánh của bầu trời vỗ mạnh, cả hai bức tượng đá đều chém một nhát, mũi kiếm ngưng tụ sự bén nhọn. Ngay sau đó, bầu trời trở nên đen kịt, giơ tay không nhìn thấy năm ngón tay, khoảnh khắc này tất cả ánh sáng đều bị đánh tan, bóng tối vô tận mang lại nỗi sợ hãi khổng lồ. Lâm Nhất bình tĩnh thôi động tử diên kiếm quyết, hơn 9-10 cánh hoa tử diên ở vùng tử phủ lần lượt nở rộ. Tử diên kiếm kình màu bạc cô đọng dao động kịch liệt, tràn vào trong 11 đường long văn kia. Khi long văn tỏa ra ánh sáng bạc, Lâm Nhất nổi giận hét lên một tiếng, 11 đường long văn tạo thành thực thể tách ra, biến thành những con long mãng dữ tợn bay lượn quanh người hắn. Ánh sáng bạc lập tức chiếu sáng cả không gian này. Uy áp thương long và kiếm uy tiên thiên dung hợp với nhau một cách hoàn hảo, tạo thành kiếm uy thương long xưa nay chưa từng có. Hai bức tượng đá dùng đôi cánh bầu trời bay xuống bị kiếm uy thương long đánh lùi lại. Hai tay Lâm Nhất đồng thời kết ấn, ngón cái đè lên móng tay ngón giữa đang cong xuống. Trong lúc nhất thời, cả hai tay như dương cung kéo tiến, kiếm ý tiên thiên viên mãn đỉnh phong và kiếm uy thương long không ngừng tích tụ trên đầu ngón tay này. Rư. Rắc, rắc, rắc. 11 con long mãng dữ tợn bay lượn quanh người Lâm Nhất giống lên, không ngừng đâm vào nhau. Ngay sau đó một con long mãng dữ tợn ngưng tụ thành một đóa hoa tử diên tỏa ánh chớp vô tận. Đạn chỉ thần kiếm, kiếm võ hư phát. Đầu ngón tay Lâm Nhất lập tức tỏa ánh hào quang rực rỡ, ánh hào quang đó như hai vầng trăng dâng lên từ đầu ngón tay, sau đó đột nhiên biến thành hai tia kiếm quang xuyên thủng hư không. Bùm! Kiếm quang như tia laser chợt lóe lên rồi biến mất, hai bức tượng đá vừa đáp xuống đất kia lập tức bị xuyên thủng ngực. Tạo thành một lỗ thủng thật lớn, ngay sau đó vô số vết nứt xuất hiện, hai bức tượng đá nổ tung. Nhìn thấy đạn chỉ thần kiếm có uy lực như thế, Lâm Nhất thầm nghĩ, không ngờ sau khi tu vi tăng vọt, đạn chỉ thần kiếm lại có uy lực đáng sợ đến vậy. Nhất định phải sắp xếp một lần nữa, tu luyện nó đến cảnh giới cao siêu hơn, đây chính là bí thuật mà Tử Diên kiếm thánh để lại. Tu luyện đến cảnh giới cực cao, uy lực cũng sẽ đáng sợ như thế, đạn chỉ tinh thần diệt. Vụt, hơn 1000 điểm sáng ngưng tụ từ chân nguyên bản mệnh dày đặc tràn vào người Lâm Nhất. Làn da của hắn lập tức tựa như thánh thể, thánh huy gột rửa, da thịt như ngọc, chân nguyên cuồn cuộn không ngừng dao động trong người. Soạt. Sau khi hấp thu tất cả điểm sáng, Lâm Nhất ngạc nhiên phát hiện hoa tử diên ở vùng tử phủ lại có thêm một cánh, đạt tới 93 cánh. Trong mắt Lâm Nhất lập tức lóe lên ánh sáng rực rỡ, hắn tỏ vẻ hưng phấn. Không ngờ đây đều là chân nguyên bản mệnh, quá đáng sợ, nếu mình còn tiếp tục công phá 9 đạo đài, thậm chí Tử Diên kiếm quyết còn có thể đột phá tầng thứ 12. Nghĩ đến chuyện này, trên mặt Lâm Nhất nhất thời khó giấu nỗi vui mừng. Muốn thăng cấp Tử Diên kiếm quyết còn khó hơn thăng cấp tu vi nhiều, không ngờ rằng hắn lại có thể lấy được kỳ ngộ ở đây. Giết! Hắn bay lên không trung, giang hai tay, rơi xuống đạo đài thứ 3. Vừa mới đáp xuống, trong người đã có tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên, không đợi ba tượng đá kia tấn công, hắn đã chủ động chém giết. Mây từ rồng, gió từ hổ, rồng ngâm hổ gầm, phong vân tịnh khởi. 11 con tử điện long mãng lơ lửng quanh người Lâm Nhất, diễn hóa thành dị tượng rồng ngâm hổ gầm, Lâm Nhất sử dụng long hổ quyền, cường thế tấn công cận chiến. Nếu không thể rút kiếm, Lâm Nhất chỉ có thể sử dụng hết mọi thủ đoạn. Tuy uy lực của long hổ quyền khá thấp, nhưng có kiếm ý đỉnh phong và thương long kiếm uy gia trì,
dựa vào thân thể cứng rắn của hắn đủ để đánh một trận. Hắn đã hiểu ra rồi, chín ải thử thách này chính là để xem bản thân có nhiều thủ đoạn hay không, nếu ngươi không có nhiều thủ đoạn hoàn toàn không thể ứng phó được. Trên con đường tu luyện của hắn, mỗi một bước tiến, mỗi một quyền pháp võ kỹ gần như đều đã tu luyện đến hóa cảnh trong truyền thuyết, có thể lấy ra sử dụng bất cứ lúc nào. Lúc ba tượng đá đều bị phá hủy, lại có vô số điểm sáng bay đến, hoa tử diện đạt đến 95 cánh hoa. Quá đáng sợ. Lâm Nhất thầm thấy mừng như điên, trước giờ hắn thật sự chưa từng gặp kỳ ngộ thế này, tử diên kiếm quyết của hắn thật sự có thể đột phá đến tầng 11 ở đây. Nếu có thể đạt đến tầng 11, dù không thăng lên cảnh giới âm dương, hắn cũng có thể áp chết cao thủ âm dương viên mãn. Chiến đấu. Lâm Nhất chiến ý dâng trào, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết, mang theo khí thế không ai địch nổi bước lên lôi đài thứ tư. Muốn rút kiếm sao, vẫn nên đợi thêm lát nữa đã. Đại chiến liên tục khiến Lâm Nhất đã gần như hiểu rõ tượng đá này, hắn vừa đáp xuống đất thì lập tức đánh tới một chưởng. Phong khởi cửu thiên, vân túy bát phương. Đại, phong, kình. Trên đạo đài lập tức có gió nổi lên, đó không phải gió bình thường mà là gió thái sơ, một trong 6 loại gió ở thời kỳ thái cổ. Gió mạnh nổi lên, cả đạo đài rung động dữ dội. 4 tượng đá không ngừng đung đưa trong gió, cố hết sức giãy giụa, hoàn toàn không có thời gian rút kiếm. Chết đi. Trong mắt Lâm Nhất có hàn mang lóe lên, hắn tiến lên một bước, quyền kiếm hợp nhất, người đi để lại bóng ảnh. Hắn lơ lửng trên không trung, phân ra thành 4 quang ảnh, mỗi quang ảnh đánh ra một quyền, đấm vào đầu tượng đá. Dưới sự áp chế của đại phong kình, 4 tượng đá hoàn toàn không thể động đậy, lập tức bị đánh tan. Vù! Thời gian có hạn, Lâm Nhất gần như không dừng lại. 4 bóng người trên không trung chồng lên nhau, nhảy lên đạo đài thứ 5. Những điểm sáng kia đuổi theo hắn giống như một cái đuôi, không ngừng tràn vào người hắn. Oanh! Đợi đến khi đứng xuống đất, hoa tử diên lại có thêm một cánh, đạt tới 96 cánh, chỉ còn thiếu 4 cánh là đạt tới tầng 11. Tiểu tử này có quá nhiều thủ đoạn. Tàn hồn trong mảnh kiếm thầm thấy ngạc nhiên, người này trông còn nhỏ tuổi, nhưng lại nắm giữ nhiều công pháp và bí thuật đến mức đáng kinh ngạc. Hơn nữa cũng không chỉ dừng lại ở đó, mà hắn còn rất tinh thông, sử dụng vô cùng tự nhiên. Không vì ham nhiều mà nghiên cứu không kỹ, ngược lại còn bổ trợ cho nhau, xúc tiến lẫn nhau, dung hợp lại, khiến các thủ đoạn đều được gia tăng uy lực. Nhưng sau khi đến đạo đài thứ 5, tốc độ của Lâm Nhất bắt đầu chậm lại. 5 tượng đá có thể phối hợp với nhau, tạo thành kiếm trận đơn giản, áp lực dưới sự gia trì của kiếm trận chợt tăng lên nhiều. Nhưng một khi vượt ải thành công, lợi ích nhận được sẽ tăng vọt, gấp 5 lần ải thứ nhất. Một lúc lâu sau đó, Lâm Nhất với bộ đồ xanh nhuốm máu dừng lại trên đạo đài thứ 9. Vù! Vào khoảnh khắc hắn đáp xuống, cảm giác lạnh người lập tức dâng lên từ mũi chân, khiến hắn không khỏi run rẩy. Lạnh quá! Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập khiến hắn cảm thấy chân nguyên của bản thân cũng bị hạn chế. Huyết dịch trên người như đông lại, khí lạnh tràn ra tứ phương, chỉ cần đứng im sẽ lập tức bị đóng băng. Lạ quá! Lâm Nhất lập tức trở nên vô cùng căng thẳng, cửa ải này rất đáng sợ, khó khăn hơn 8 ải trước cộng lại rất nhiều lần. Trên người 9 tượng đá đang đứng ở các vị trí khác nhau đều khoác chiến giáp, kiếm trong tay cũng là vật phi phàm. Lúc kiếm ra khỏi vỏ, e rằng sẽ là thạch pha kinh thiên, phong mang tứ phía. 8.000 năm công danh phủ bụi, 9 vạn dặm kiếm quang tung hoành. Hạo Nguyệt trường tồn, kiếm tông bất hủ. Trong lúc hắn đang thấy nghi ngờ, 9 tượng đá lần lượt sống lại, thạch văn trên mặt bọn họ dần biến thành hình dáng người sống, đồng thời lên tiếng. Âm thanh cổ xưa mà tang thương vang lên từ trong miệng bọn họ, 9 người mặc chiến giáp màu tím, tóc dài bay nhảy trong gió. Một thân kiếm ý đều là cảnh giới tiên thiên viên mãn đỉnh phong. Việc này. Lâm Nhất dựng tóc gáy, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Răng rác. 9 âm thanh vang lên, 9 thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, tia sáng lạnh lóe lên, kiếm quang hệt như ánh trăng sáng lơ lửng giữa bầu trời, cực kỳ chói mắt. Chúng đan xen vào nhau, không ngừng lay động, làm hoa mắt Lâm Nhất, lòng hắn cũng có chút hoảng hốt. Giết.
Chỉ trong một thoáng hoảng thần đó, chín kiếm khách mặc áo giáp tím đã đồng loạt xông đến. Tất cả đều vung kiếm hướng thẳng vào chỗ hiểm của Lâm Nhất, thoáng cái, tất cả đường lui của hắn đã bị ngăn lại. Kiếm ý tiên thiên sắc bén và ác liệt hệt như một cái lồng khống chế Lâm Nhất. Đáng chết! Lâm Nhất giật mình hoàn hồn, thầm mắng một tiếng rồi quát to. Phật môn thất sát ấn. Phút chốc, hai tay hắn kết ấn, khi ấn thành, sát ý tăng vọt lên gấp 7 lần, luồng sát ý nặng nề kia lập tức khuếch tán ra xung quanh. Tạch tạch tạch. Sóng xung kích khiến vô số kiếm ý tiên thiên đan vào nhau thành một cái lồng nhanh chóng bị chấn vỡ. Chín tên kiếm khách mặc áo giáp tím từ giữa không trung đáp xuống, ngay lập tức, bọn họ như rơi xuống một đầm lầy, mọi động tác đều trở nên cứng ngắc. Nhưng kiếm ý tiên thiên phát ra từ trên người bọn họ vẫn cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ. Một thân áo tím như ngọc, kiếm quang bùng nổ, đám người này muốn hợp sức phát lực chấn vỡ luồng sát ý ngập trời kia. Thất sát quyền, chúng sanh phẫn nộ. Lâm Nhất đã không còn đường lui, hắn đã bị dồn vào đường cùng, bắt buộc phải dùng toàn lực. Hắn bay vọt lên không, sắc mặt thoáng chốc lộ rõ sự tức giận cực hạn, hung tợn như dã thú, thậm chí trên mặt đã bắt đầu rỉ máu, khuôn mặt trở nên vặn vẹo đáng sợ. Lúc này, lửa giận trong mắt hắn đã hóa thành thực chất, hình thành hai ngọn lửa hừng hực, từ trong mắt bắn ra ngoài. Một quyền giữa không trung hung hăng đánh bay tên kiếm khách áo giáp tím ở gần hắn nhất. Thất sát quyền, trách trời bất công. Giống. Hắn ngửa mặt lên trời, thét lên một tiếng giận dữ, trong tiếng hét hội tụ oán khí đầy trời, từng tiếng gào rú thảm thiết vang lên, cứ như có ngàn vạn người đang gào thét. Đất cằn ngàn dặm, thây chất thành núi, máu hóa thành dòng, đây là luyện ngục giữa nhân gian. Lâm Nhất thấy được từ trong biển máu là vô tận oán khí đang sộc thẳng lên trời. Tên kiếm khách áo giáp tím vừa rơi xuống đã bị hắn nhanh chóng vọt đến tung một quyền vào ngực. Chiến giáp trước ngực vốn bị nứt ra, còn chưa kịp hồi phục thì đã phải chống đỡ thêm một quyền nữa. Tạch, tạch, tạch. Vết nứt trên chiến giáp nhanh chóng lan ra bốn phía, đến cuối cùng, nó không ngừng mở rộng, rồi ầm một tiếng, chiến giáp vỡ nát. Chiến giáp đã bị hủy. Lâm Nhất cực kỳ vui mừng, thoạt nhìn, chiến giáp này có vẻ rất bất phàm, có thể sánh với chiến thể thương long của hắn. Nếu không có kiếm trong tay thì thật sự rất khó ứng phó, nhưng một khi bị hủy thì lại dễ dàng hơn rất nhiều. Tên nhóc kia, ngươi chỉ còn thời gian một nén hương. Đúng lúc này, âm thanh yếu ớt trong mảnh vỡ kiếm gãy lại vang lên, ở nơi tận cùng của chín đạo đài xuất hiện một cây nhang. Lâm Nhất thoáng ngẩn người. Kiếm khách bị hắn hủy chiến giáp, khóe miệng còn đang rỉ ra máu tươi vội nhân cơ hội lui về phía sau, hào quang trên người hắn ta bùng lên, một bộ chiến giáp hoàn toàn mới đang bắt đầu ngưng tụ. Giết! Cùng lúc đó, hai tên kiếm khách áo giáp tím đã giẫy ra khỏi đầm lầy được hội tụ từ sát ý. Bọn họ quát to một tiếng, rồi lần lượt vọt về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất đã sớm đoán được. Đầm lầy được hình thành từ sát ý của bản thân hắn không cách nào vây khốn những kẻ khống chế được kiếm ý tiên thiên quá lâu. Hắn thầm nghĩ nếu có thể giết được một tên kiếm khách áo giáp tím thì áp lực sẽ được giảm bớt rất nhiều. Tuy nhiên, hiện tại xem ra có hơi phiền phức rồi. Tim Lâm Nhất đập liên hồi trong lồng ngực, máu huyết toàn thân sôi trào, hắn liếc mắt nhìn, nhanh chóng tiếp chiêu của hai gã kiếm khách đang lao đến. Rắc rối thì đã sao? Đi đến một bước này, hắn đã sẵn sàng không chết không thôi, quyết chém giết đến cùng. Bá kiếm, bôn lôi chảm điện. Hai tên kiếm khách vừa giẫy khỏi đầm lầy sát ý nhanh chóng thi triển sát chiêu, cổ tay bọn họ run lên, mỗi một người chém ra 18 luồng kiếm quang bôn lôi chảm điện. 36 luồng kiếm quang răng đầy trời, như một vị hào kiệt phất cờ chém tướng giữa thiên quân vạn mã, hùng hổ xông đến, thế như trẻ tre. Sát ý mênh mông cuồn cuộn do thất sát ấn xếp chồng lên nhau nhanh chóng bị xé toạc ra từng mảng, kiếm quang hung hăng đánh úp về phía Lâm Nhất với xu thế cực kỳ mãnh liệt. Một nén nhang cũng chỉ bằng nửa canh giờ mà thôi. Chín tên kiếm khách áo giáp tím phối hợp cực kỳ ăn ý, giống với hắn, kiếm ý tiên thiên của bọn họ cũng là viên mãn đỉnh phong. Hơn nữa, đám người này còn nắm giữ bá kiếm cực kỳ khủng bố. Trong tình huống không xuất kiếm, muốn tiêu diệt được chín tên kiếm khách này quả thật là chuyện khó hơn lên trời.
không thành công thì phải chết ư? Đây đúng là một khảo nghiệm đáng sợ. Vậy thì không điên không sống. Lâm Nhất quát lên một tiếng điên cuồng, điện quang nồng đậm bùng nổ khắp toàn thân hắn, phút chốc, lôi uy chấn động trời đất. Một khắc sau, điện quang do hắn ngưng tụ nghênh ngang đối mặt với 36 luồng kiếm quang bôn lôi chảm điện kia. Ánh mắt hắn cực lạnh, nhìn chằm chằm vào tên kiếm khách đã bị hắn đánh bị thương trước đó. Trên người đối phương bắt đầu hình thành luồng sáng tím, chiến giáp bị chấn vỡ đang dung hợp lại từng chút một, nhưng vẫn chưa hoàn toàn dung hợp xong. Đây chính là một cơ hội. Rầm. Kiếm trận do 8 kiếm khách ngưng kết đứng ở đầu sóng ngọn gió, nên chỉ trong khoảnh khắc, nó đã bị một quyền này đánh tan. Sát ý đang điên cuồng lao đến dường như hóa thành thực chất, hệt như sóng biển dâng trào, không ngừng đánh úp đến. Keng, keng, keng. 8 tên kiếm khách áo giáp tím bị tách ra, từng người liền vung kiếm trong tay, ứng phó sát ý ác liệt hệt như yêu ma trước mắt. Thất sát quyền, ai cạnh bên ta? Lâm Nhất cười to, hắn cảm thấy cả người cực kỳ thoải mái, những uất ức, giận dữ, hận ý cùng oán khí từ tận đáy lòng được phóng thích hoàn toàn, giờ trong tâm hắn chỉ còn sự hào hùng. Dầm. Một người bị hắn bắt lấy sơ hở, liền vung quyền. Kiếm quang trên người tên kia bị đánh nát, quyền mang lao thẳng đến, nện vào chiến giáp trước ngực đối phương. Răng rắc. Vết nứt xuất hiện rồi nhanh chóng lan ra, còn tên kia thì bị đánh bay ra trăm dặm. Trong lúc lui về sau, tên kiếm khách nọ đã vung trường kiếm trong tay lên, từng luồng kiếm quang như dao long quấn đến. Đạn chỉ thần kiếm. Mái tóc dài của Lâm Nhất tung bay, hắn giơ tay phải lên, đầu ngón tay phát ra tia sáng chói mắt, kiếm ý sáng như ban ngày. Ngay khi kiếm quang cuồng bạo của đối phương sắp chém xuống, hắn cong ngón tay, búng mạnh một cái. Ầm. Kiếm quang từ đầu ngón tay dễ dàng cắn nát kiếm quang diễn hóa thành dao long của đối phương, rồi tiếp tục phóng thẳng đến mi tâm tên kia. Thứ hai. Nói xong, Lâm Nhất nhanh chóng xoay người, hai đấm tung ra như múa, ngăn cản kiếm chiêu của 7 người còn lại với tốc độ cực nhanh. Keng, keng, keng. Kiếm quang giao nhau, tia lửa điện bắn tung tóe, Lâm Nhất không ngừng lui về sau. Tuy rằng đã cố hết sức tránh né chỗ hiểm, nhưng chiến giáp thương long vẫn bị rạch nát nhiều chỗ, chẳng mấy chốc, cả người hắn đã đầm đìa máu tươi. Thời gian dần trôi, một nén nhang đã cháy hơn phân nửa. Sắc mặt Lâm Nhất bình tĩnh, không có vẻ gì là kinh hoàng. Mặc dù hắn đang chật vật lui về sau, nhưng tâm pháp thất sát quyền trong cơ thể không ngừng vận chuyển, chân nguyên cuộn trào, sát ý màu đen liên tục thẩm thấu ra bên ngoài. Trước khi kịp nhận ra, sương mù màu tím đã bao phủ toàn thân hắn, rồi chuyển hóa thành màu đen khiến lòng người kinh sợ. Sát ý nồng đậm làm mắt hắn xuất hiện vô số tơ máu. Trong đôi mắt sâu thẳm tuôn ra sát ý dồi dào, vô cùng vô tận, hệt như đại dương mênh mông đang dần ngưng tụ. Hắn muốn thi triển 3 chiêu cuối cùng của thất sát quyền. Hắn rất ít khi thi triển đến mức này, và 3 chiêu cuối cùng vẫn chưa sử dụng lần nào. Đây là một bộ quyền pháp cấm kỵ, cần phải có ý chí kiên cường mới có thể giữ được tâm trí, nếu không sẽ bị mất trí, rơi vào ma đạo. Tuy rằng kiếm ý tiên thiên đã đạt đến viên mãn đỉnh phong, hắn vẫn không dám làm bừa. Nhưng bây giờ, hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác. Tạch tạch tạch, không bao lâu sau, sát ý trong cơ thể đã đạt đến tình trạng kinh người, chiến giáp trên người hắn bị sát ý thẩm thấu ra ngoài xé nát. Thế công của 7 tên kiếm khách áo giáp tím càng thêm ác liệt và sắc bén, bọn họ kết trận. Kiếm quang đáng sợ tầng tầng lớp lớp, mang theo uy lực rời núi lấp biến, lớp này còn chưa tan, lớp khác đã ầm ầm đánh tới như sóng dữ. Phút chốc, Lâm Nhất muốn lui nhưng không thể, bị buộc phải rời khỏi đạo đài. Tên nhóc này ắt sẽ thua, có lẽ đã bước gần hết tiềm lực rồi. Tàn hồn trong mảnh vỡ kiếm gãy thầm than một tiếng. Có thể đạt đến tình trạng này trong tình huống không xuất kiếm đã là rất tài giỏi. Dù là năm đó, khi kiếm tông còn chưa bị diệt, thì với thiên phú bực này cũng đủ để kiêu ngạo giữa các nhân tài kiệt xuất cùng thế hệ, nên kết thúc rồi. Khảo nghiệm này vốn không có ý định để người qua cửa, cái gọi là thất bại sẽ chết ngay lập tức chỉ để bức người ta đạt đến cực hạn mà thôi. Nếu chết thật thì không biết năm đó có bao nhiêu đệ tử trẻ của kiếm tông phải chết. Có thể qua 3 cửa xem như đã đạt yêu cầu, qua 6 cửa là nhân tài kiệt xuất,
qua 8 cửa chính là Lông Phượng Sừng Lân. Còn 9 cửa thì, đại khái có thể là 10 năm có một, hoặc trăm năm có một, đúng không nhỉ? Do thời gian quá lâu nên cụ thể là bao nhiêu thì ông ta không nhớ rõ. Tuy nhiên, hiện tại Lâm Nhất đã thông qua khảo nghiệm rồi. Nhưng đúng lúc này, biến cố xảy ra khiến tàn hồn trong mảnh vỡ chấn động, việc này. Răng rác. Khi lui đến rìa đạo đài, chiến giáp thương long trên người Long Nhất bỗng nổ tung, nó đã bị sát ý ào ào tuôn ra từ trong cơ thể hắn xé toạc. Sát ý ngưng tụ quanh Lâm Nhất gần như hóa thành thực chất, nhanh chóng bao phủ toàn bộ lôi đài. Hai mắt hắn đỏ như máu, nhưng sâu trong mắt vẫn có một điểm kiếm quang sáng chói như sao trời, trấn thủ một tia linh trí cuối cùng của hắn. Như hoa sen không giữ nước, như năm tháng không thể níu giữ. Phật môn thất sát ấn. Một thân sát ý hệt như tu la tối cao đến từ luyện ngục, nhưng trong đôi mắt đầy máu kia lại khiến người ta cảm nhận được một loại yên tĩnh. Lâm Nhất một lần nữa thi triển thất sát ấn, sát ý cuồn cuộn trên người hắn bắt đầu chuyển động, thoáng chốc, hung hăng đẩy lui 7 tên kiếm khách áo giáp tím. Chiêu thứ 5 thất sát quyền, thiên bất nhân, sinh bất nghĩa. Thiên đạo bất nhân, chúng sinh bất nghĩa. Lâm Nhất đứng giữa màn sương đen đang cuộn trào, mái tóc dài của hắn điên cuồng nhảy múa, phía sau hắn xuất hiện vô số bóng người, mênh mông, đông đúc và chẳng chịt. Đó là những người đã chịu nhiều đau khổ trên thế gian, bọn họ đang không ngừng gào thét đến mức tê tâm liệt phế. Thiên bất nhân, sinh bất nghĩa. Đợi đến khi toàn bộ oán khí đã hội tụ lên thân, Lâm Nhất siết chặt 5 ngón tay, ngưng tụ sự phẫn nộ của muôn dân trăm họ, luồng sức mạnh kia khiến tất cả đạo đài bắt đầu rung chuyển. Dầm. Đến khi hắn đánh ra một quyền, 7 người vốn bị đánh bay giữa không trung liền bắn ngược về sau như đạn pháo. Cả đám phun ra máu tươi, máu bắn tung tóe trên không tạo thành từng đốm sáng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 86.